Chương 1 Vả miệng Nguồn Mê truyện audio com Edit Ngọc Hiền Tần Bét Soại phạt ra Triệu Yên Dung đã tỉnh lại được một khoảng thời gian rồi, trên người chỉ đắp chiếc chăn rất mỏng không có chút khí ấm nào, tay chân nàng đông lạnh, giống như bị chôn trong tuyết một thời gian dài, đỉnh đầu mang theo cảm giác đau đớn đến chết lặng. Có thể là do cửa sổ không đóng kín, bên ngoài tiếng gió thổi vù vù vang lên, không biết có bao nhiêu hạt mưa bị gió hắt vào phòng cho nên mới lạnh như thế. Nàng nằm ở mép một cái giường điêu khắc long phượng, xung quanh là những hoa văn tường vân. Trên đỉnh giường là chiếc màn che bằng gấm dày màu vàng sáng dùng chỉ bạc theo cảnh núi sông. Cách vài tầng màn mỏng manh, nàng nghe thấy giọng nữ tử mang theo nước mắt, đang nhẹ giọng cầu xin. Xin công công, mau truyền thái y đến, nương nương đã hôn mê ba ngày rồi, nếu còn như vậy, ta sợ người không chống đỡ nổi nữa chúng ta cũng đâu có cách gì chứ. Một giọng nói chói tai bất nam bất nữ, mang theo vẻ tự cao, âm điệu uốn éo, nghe qua vô cùng thiếu tự nhiên. Hoàng thượng đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào chiêu dương điện. Một lan cô cô vẫn nên hầu hạ tốt cho nương nương đi, cũng đừng có năm lần bảy lượt đề cập đến vấn đề này nữa, ngươi là muốn làm khó chúng ta sao? Giọng nói có chút xa lạ, không biết là thái giám nào trong cung, dám nói với đại cung nữ của chiêu dương điện bằng giọng điệu khinh thường như vậy, thật sự là lá gan đủ lớn. Có thể làm cho một lan ăn nói khép nép khẩn cầu, người này chắc hẳn là người của hoàng đế, hoặc là theo lệnh của hoàng đế, làm thái giám quản sự trong coi chiêu dương điện, nếu không cho dù bây giờ nàng đang bị nhốt ở chiêu dương điện, danh phận hiện tại cũng vẫn là hoàng hậu của đại tề, là người đứng đầu trong các nữ nhân ở hậu cung. Người bên ngoài không thể có lá gan lớn như vậy. Triệu Yên Dung cố gắng bỏ qua cuộc nói chuyện Đức Quảng bên ngoài màn trướng, nhắm mắt sắp xếp lại trong đầu những sự việc hỗn loạn hai ngày nay. Thật ra việc mình là người xuyên không đã làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được, nàng cũng đã suy nghĩ suốt hai ngày nay mới làm cho mình hoàn toàn tỉnh táo lại, mặc kệ thế nào, nàng đã không thể quay về. Máy bay nổ tung giữa không trung, rơi xuống từ độ cao 3000m trên bầu trời nước anh sao còn có thể sống sót điều này so với việc xuyên về cổ đại xác suất còn thấp hơn cũng may khi nàng nhập vào thân thể này trí nhớ của nguyên chủ vẫn chưa tiêu tán theo linh hồn sau khi trí nhớ dung hợp được bảy tám phần nàng quyết định tỉnh lại cơ thể quá yếu khiến nàng lại nằm xuống lần nữa nếu không thật sự sẽ đi tông thời điểm đang muốn mở miệng gọi người đột nhiên bên ngoài vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng ngọc bội va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu len ken truyền tới tham kiến dung phi nương nương Giọng nói của một lan và thái giám đồng thời vang lên, Triệu Yên Dung nghĩ lại trong đầu một lượt, mới nhớ ra Dung Phi là nhân vật nào. Một năm trước nàng ta tiến cung cùng đợt với nàng. Phụ thân nàng ta tuy rằng chỉ là tam phẩm công bộ thị lan nhưng ông nội đã làm đến chức trưởng sự phượng thai cát, liễu các lão. Nữ nhân trong cung có gia thế cao hơn nàng ta cũng không nhiều, bộ dạng nàng ta lại kiều diễm quyến rũ, Giọng nói ngọt ngào cho nên nàng ta chính ta là đệ nhất sủng phi trong hậu cung, nay hoàng hậu mang bệnh, tạm thời không chưởng quản phượng ấn. Thật ra nói không chừng hoàng đế thật sự muốn lấy đi phượng ấn từ trong tay nàng, có điều chưa chắc đã muốn giao cho dung phi, người bên ngoài cũng chẳng biết nói những gì, chỉ nghe thấy giọng phiền não của dung phi vang lên. Sống hay chết cũng không rõ ràng, không để cho người khác thoải mái. Nhìn xem, lời này chỉ có sủng phi mới dám nói nàng ta hận không thể để triệu yên dung sớm chết đi mình sẽ leo lên hậu vị trưởng quản lục cung lời này cũng không biết nàng ta đã nghĩ bao nhiêu lần trong lòng ngóng trong người kia sớm chết không ngờ vẫn còn giữ hơi tàn nhất thời tâm tình không tốt mới có thể thốt ra triệu yên dung trợn mắt chậm rãi hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình duy trì tỉnh táo ai ở bên ngoài giọng nói trong màn tuy rằng mỏng manh nhưng mấy người ở bên ngoài nghe thấy đều giống như sét đánh ngang tai, màn trướng vén lên, một lan cuốn quyết chạy vào, quỳ gối bên giường của nàng, âm thanh nghẹn ngào. Nương nương, nương nương người đã tỉnh, người thật sự đã tỉnh rồi. Nữ tử trước mắt sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, bộ dáng ướt chừng khoảng 21, 22 tuổi. Đúng là nha hoàng hồi môn nàng mang theo từ nhà mẹ đẻ tới, được nàng dốc sức đề bạc lên làm đại cung nữ quản lý chiêu dương điện. Từ nhỏ hai người đã cùng nhau lớn lên, một lan theo mình tiến cung chịu tội, bây giờ trong cung một lan là người mà nàng tín nhiệm nhất, không có người thứ hai. Triệu Yên Dung nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ mái tóc một lan. Vén màn lên đi, giúp ta lấy chút nước. Thần sắc trầm tĩnh, ngoại trừ giọng nói có chút yếu ớt, vẻ mặt hoàng hậu vẫn trấn định và lạnh nhạt như cũ. Vâng. Trái tim lo lắng treo lơ lửng nhiều ngày cuối cùng cũng bình tĩnh lại, một lan lau nước mắt, vén tấm màn đang che tầm mắt mọi người lên. Xuyên thấu qua màn trướng màu vàng chưa vén lên, Triệu Yên Dung nhìn thấy Dung Phi kia mang theo khuôn mặt vạn vẹo vì kinh ngạc và oán giận, rất nhanh đôi môi mềm mại đầy đặn lại trở về với biểu tình cung kính. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Dung Phi phúc thân hành lễ, lúc hành lễ còn cố ý chậm lại. Biểu hiện trên mặt lộ vẻ kính cẩn nhưng đôi mắt lại hơi hết lên nhìn hoàng hậu chăm chăm, giống như muốn nhìn ra điều gì từ trên mặt nàng. Phượng thể nương nương có chút bệnh nhẹ, thần thiếp thật sự rất lo lắng, mỗi ngày đều phải tới đây thăm. Cuối cùng ông trời cũng thương xót, làm cho nương nương khỏe lại. Giọng nói dung phi ngọt ngào, ngữ khí vô cùng chân thành. Nếu không phải vừa rồi nghe được lời nói của nàng ta với một lan thì nói không chừng, thật sự sẽ tin tưởng bộ dáng chân thành này của nàng ta, khóe miệng triệu yên dung nhếch lên một độ công khó nhận ra, nhận chén trà từ tay một lan, không nhìn sang dung phi nữ nhân này, trong lòng ước gì nàng chết sớm một chút, bây giờ vừa tức vừa vội còn phải làm ra vẻ vui mừng, cũng thật khó khăn cho nàng ta, chờ một lan lấy khăn giúp nàng lau nước ở khóe miệng, triệu yên dung khẽ cao mày. Đây là tiếng gì vậy? ầm ý muốn chết. Dung Phi nghĩ đến hoàng hậu nói nàng, sắc mặt khẽ biến. Là thần thiếp quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, vậy thần thiếp xin cáo lui. Triệu Yên Dung khẽ nâng tay chỉ về phía đằng sau, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại hỏi một lan sao không đóng cửa sổ trong điện vào một lan vội vàng lắc đầu chính nô tỳ đã tự tay đóng cửa sổ cẩn thận lần này chắc là do gió lớn đúng lúc đó một trận gió thổi qua trong điện đang yên tĩnh vang lên tiếng vù vù một lan biến sắc đứng lên chạy tới phía sau giường một lát sau không còn nghe thấy âm thanh đó nữa khi trở lại sắc mặt một lan có chút khó coi cửa sổ là do nàng tự tay đóng không biết đã bị người khác mở ra từ khi nào phía sau tẩm cung chiêu dương điện không có hành lang mà là trực tiếp nối với hai rừng trúc nhỏ ở hậu viện bây giờ bên ngoài mưa to gió lớn không có hành lang mưa gió sẽ hắt vào cửa sổ khó trách nàng luôn cảm thấy bên trong phòng rất lạnh hoàng hậu ốm đau nằm trên giường thân thể vốn đã suy yếu lại bị gió lạnh như vậy rất dễ gặp chuyện không may một lan âm thầm nắm chặt bàn tay đáy mắt bùng lên ngọn lửa Triệu Yên Dung nhìn sắc mặt thâm trầm và biểu tình tức giận của Mộc Lan, trong lòng đã biết nguyên nhân hoàng đế giam lỏng hoàng hậu ở Chiêu Dương Điện, đã hơn một tháng không tới, nhưng dù chịu vắng vẻ thì hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, ngoại trừ ốm chết ở trong cung, không ai dám mạo hiểm nghĩ muốn gây cho hoàng hậu vài việc ngoài ý muốn, sẽ phải gánh vác hậu quả vô cùng lớn. Nay trong ngoài Chiêu Dương Điện chỉ sợ không ít người đã bị Dung Phi mua chuộc thành người của mình. Đương nhiên, nơi này cũng có rất nhiều người, do hoàng đế phái tới nhìn chằm chằm muốn ở dưới mí mắt hoàng đế lặng yên không một tiếng động xử lý hoàng hậu này cũng cần dũng khí vô cùng lớn và kế hoạch hoàn hảo khiến người ta không thể phát giác nói ví dụ như chuyện không đóng cửa sổ lần này chẳng qua chỉ là bị mưa hắt vào ai cũng sẽ không ngờ tới không đóng cửa sổ cũng có thể lấy đi tính mạng của hoàng hậu triệu yên dung tựa người vào đầu giường mái tóc đen tuyền xỏa trên đầu vai đôi mắt nặng nề nhìn không ra cảm xúc người đang trực trong điện là ai? Một lan quỳ xuống, nói với người đang nằm phía trên. Hồi bẩm nương nương, là nô tỳ, còn có hai người khác là tuyết quanh và tuyết nhạn. Tuyết quanh, tuyết nhạn. Triệu Yên Dung nhíu mày lại. Tại sao trước kia bản cung chưa từng nghe nói đến các nàng? Một cẩn và lục bình đâu rồi? Còn cố ma ma và cam ma ma đâu? Bẩm nương nương bốn người một cẩn, lục bình, đan phong, bạch lộ, sau khi nương nương bị bệnh đã bị thái hậu lấy đi một người, trang quý phi nương nương lấy đi một người, hai người còn lại bị dung phi nương nương mang đi. Tuyết quanh, tuyết nhạn cũng là mấy ngày vừa qua mới tới đây hầu hạ. Cố Mama và cam Mama là bị người bên cạnh hoàng thượng mang đi, nô tỳ, nô tỳ cũng không biết bọn họ bị đưa đi đâu. Một lan nói tới bốn người, đều là cung nữ tâm phúc bên cạnh triệu yên dung. Còn hai Mama là trong cung phân cho hoàng hậu lúc nàng sinh bệnh mơ hồ điều tất cả thân tính bên người nàng đi điều này nếu không có dung phi thúc đẩy nàng thế nào cũng không tin nếu không phải vì một lan là đại cung nữ của chiêu dương điện chỉ sợ dung phi sẽ nhổ cái đinh này đầu tiên dung phi nhìn thấy hoàng hậu xỏa tóc mặc áo đơn dựa trên giường vẻ mặt mệt mỏi nghe một lan nói chuyện tuy rằng ngay cả ánh mắt cũng không liếc qua nhưng trên trán dung phi vẫn đổ đầy mồ hôi số hạ nhân hầu hạ bên người hoàng hậu có quy định cho dù Thái hậu lấy đi một cẩn cũng chỉ dám nói là mượn, không thể trực tiếp lấy danh nghĩa trường nhạc cung đưa người đi. Trang Quý phi là sườn phi duy nhất khi hoàng thượng còn là Khang vương, cùng hoàng thượng có nhiều năm tình nghĩa, phân vị ngay dưới hoàng hậu, nếu nàng ta mượn đi Lục Bình thì hoàng hậu cũng sẽ không nói gì. Nhưng Dung phi chẳng qua chỉ là phi tử chính nhị phẩm, làm sao có thể so sánh với Thái hậu và Quý phi, nàng ta dám lấy đi hai người, quả thật không thể tưởng tượng nổi hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là sợ ở đây đông người, quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi, người vẫn luôn ngủ như vậy cũng không cần dùng nhiều người. Câm miệng. Triệu Yên Dung đánh gãy lời giải thích của Dung Phi, thản nhiên nói hai chữ. Hoàng hậu còn chưa nói gì, Dung Phi đã tự tiện mở miệng giải thích, chẳng qua là ý vào mình có chút thánh sủng, còn dám nâng mặt mũi của mình lên như vậy triệu yên dung cười lạnh một tiếng dám vượt qua phép tắt lấy nhiều hơn thái hậu và quý phi một người đã nên đánh hơn nữa còn dám chống đối hoàng hậu phạm vào tội danh cưỡng từ đoạt lý dung phi thật đúng là không bị đánh thì không thoải mái nàng ta đã cố tình đưa mặt lại đây triệu yên dung cảm thấy nếu không thỏa mãn nguyện vọng bị đánh của nàng ta thì đúng là thật có lỗi vậy thì đành thỏa mãn nguyện vọng của nàng ta trước sắc mặt triệu yên dung hơi trầm xuống hai người hầu hạ trong điện là tuyết quanh và tuyết nhạn phải không? Lôi ra trước điện, đánh chết. Thân mình Dung Phi khẽ rung lên, hai người kia chính là tâm phúc do mình xếp vào. Nàng ta vừa muốn nói gì, ngẩng đầu lên liền thấy được đôi mắt lạnh như băng và ý cười mang theo vài phần trào phúng của Hoàng hậu. Giữ lại nô tài hiểm độc như vậy chính là tai họa, Dung Phi, ngươi nói có phải hay không? Hoàng hậu không nói rõ ràng, nhưng thâm ý thì những người ở đây ai mà không hiểu. Tuyết Oanh và Tuyết Nhạn là hai người hiểm độc, phản chủ, muốn lấy tính mạng của Hoàng hậu. Hoàng hậu đã nói như vậy, làm sao có thể giữ lại mạng nhỏ. Hoàng hậu đã biết tâm tư của mình, cũng đã biết mình muốn dùng thủ đoạn, ngoài điện truyền đến tiếng khóc kêu thê lương, nhưng rất nhanh liền biến mất, chỉ có âm thanh của gậy đánh vào máu thịt phát ra ầm ỉ, cửa điện nửa mở liền truyền tới mùi máu tươi bên ngoài. Phùng Đức xương quỳ trên mặt đất cả người phát trung hai cung nữ kia bởi vì lén lút mở cửa điện đã bị đánh chết còn hắn cố ý ngăn không cho hoàng hậu mời thái y thì sẽ thế nào nghĩ đến đây không khỏi liếc mắt nhìn dung phi đang quỳ bên cạnh hắn làm như vậy cũng xuất phát từ sự ám chỉ của dung phi dung phi chắc sẽ không thấy chết mà không cứu chứ hoàng hậu cảm thấy chỗ dựa vào không thoải mái gọi một lan mang tới một cái gối thay đổi một tư thế thoải mái trong miệng thở ra một làn khí nàng nhìn thái giám to béo quỳ phía dưới, người này da mặt trắng nõn, đúng là người vừa nảy một lan đau khổ cầu xin. Lại nhìn hắn thỉnh thoảng liếc trộn dung phi, lông mày triệu yên dung thâm thúy nhếch lên, tốt lắm, kế tiếp là hắn. Ngươi là ai, trước kia bản cung chưa từng gặp qua. Dựa vào trong trí nhớ của nguyên chủ, quả thật không có bóng dáng của thái giám này, triệu yên dung nheo mắt lại. Bẩm nương nương, lão nô nguyên là một quản sự trong điện, Gần đây được hoàng thượng đề bạc tới Chiêu Dương điện hầu hạ. Thái giám kia mặc dù cúi thấp đầu nhưng khi nhắc tới hai chữ hoàng thượng, giọng nói vẫn bất giác mang theo tự đắc nồng đậm. Cách không được mình không có ấn tượng với hắn, loại người này chính là đồ ngu, ngay cả suy nghĩ cũng không biết che giấu. Nói không chừng là do đắc tội với thái giám bên người hoàng thượng, cho nên mới bị đưa tới Chiêu Dương điện người này vẫn còn vì thế mà dương dương tự đắc triệu yên dung ngay cả lông mi cũng không thèm nhất lạnh lùng nói vả miệng triệu yên dung nhìn thoáng qua một lan đôi môi hé mở hai mươi cái tất nhiên một lan hiểu được ý tứ của triệu yên dung từ khi hoàng hậu sinh bệnh người trong chiêu dương điện dần dần bị đổi đi một lan cả ngày lo sợ không yên trong lòng chất chứa cả đau lòng lẫn phẫn nộ bên người hoàng hậu chỉ còn một mình một lan là người có thể tín nhiệm, bởi vì lo sợ hoàng hậu gặp chuyện không may, mấy ngày nay đều tới cầu xin những người từng không hợp với mình. Tiền thưởng tiến cung ba tháng này của một lan đều đã hối lộ hết cho Phùng Đức Sương, thầm nghĩ hắn có thể tìm thái y tới xem bệnh cho hoàng hậu, nhưng ai ngờ tên cẩu nô tài này, nhận tiền nhưng không hề làm việc, nàng cũng hiểu được, Phùng Đức Sương hẳn là bị người khác sai khiến, có ý định ngăn người đến xem bệnh, khiến hoàng hậu chết bởi bệnh phong hàng hắn cũng không nghĩ lại, nếu hoàng hậu thật sự xảy ra chuyện, hắn là người bị hoàng đế điều đến chiêu dương điện sẽ kết cục gì. Chỉ cần hoàng thượng truyền thái y đến ghi bệnh án, biết hoàng hậu xảy ra chuyện là do có người chậm trễ chữa trị, cho dù hoàng thượng vắng vẻ hoàng hậu như thế nào thì hắn cũng không muốn làm cho bản thân mình trở thành người quá vợ khi mới đại hôn được 3 tháng. Chuyện này truyền đi cũng thật quá khó nghe, nếu thực sự có ngày đó, sợ là toàn bộ người trong chiêu dương điện đều sẽ phải tuẩn tán cùng hoàng hậu, không người nào có thể thoát được. Cho nên bàn tay này đánh xuống vô cùng tàn nhẫn. Hai bên trái phải, cái mặt trắng mập của Phùng Đức Sương liền sưng lên. Một lan lá gan ngươi thật lớn, ta là người được hoàng thượng phái tới, ngươi lại dám động thủ đánh ta. Phùng Đức Sương gào khóc kêu, sắc mặt một lan phát lạnh, bàn tay càng tăng thêm sức lực. Ngươi là người hoàng thượng phái tới, phái tới làm nô tài, đừng nghĩ chính mình là chủ tử. Đúng vậy, nô tài qua mặt chủ tử. Hoàng hậu nhẹ nhàng hít một hơi. Đầu năm nay, ngay cả chủ tử cũng không thể dạy dỗ nô tài. Một lan, tác thêm 10 cái. Khóe miệng phùng đức xương đã bị đánh tới chảy máu, mặt mày choáng váng, kinh hãi, nô tài qua mặt chủ. Đây là tội vô cùng lớn, nhưng trước mặt hoàng hậu và dung phi, cho dù hắn bị đánh chết cũng không dám phản kháng tổng cộng là 30 bạc tai, mặt hắn đã không thể nhìn nổi, xanh xanh tím tím, sưng như đầu heo. Tiếng khóc của Phùng Đức Sương khàn khàn, nằm phía dưới trên rỉ, một lan tự đi tới chậu đồng rửa tay, lấy khăn mặt lau, lại đi tới trước người tên thái giám kia. Hoàng hậu hỏi lai lịch của ngươi, ngươi chỉ nói là được hoàng thượng điều tới, ngay cả mình họ gì cũng không nói, không phải là làm bộ làm tịch coi rẻ chủ tử sao. Ngươi bất kính với hoàng hậu, người không thể dạy dỗ ngươi sao một tên nô tài cũng dám kiêu ngạo như vậy cho dù ngay lập tức đánh chết cũng có thể hoàng hậu nương nương nhân từ chẳng qua chỉ vả miệng ngươi ba mươi cái còn không mau tạ ơn một hơi nói xong tức giận tích tụ nhiều ngày mới tiêu đi một chút một lan cười lạnh một tiếng trở lại bên cạnh triệu yên dung một tên nô tài không có mắt một chút quy củ cũng không có cần gì phải phí lời triệu yên dung thản nhiên nói một lan vội vàng quỳ xuống vâng, nương nương dạy dỗ phải. Phùng Đức Sương suy nghĩ, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn thật sự bất kính với hoàng hậu, nếu bẩm báo lên trên, chỉ sợ trên người sẽ bị lột đi một lớp da. Nô tài Phùng Đức Sương tạ ân điển của hoàng hậu nương nương. Hắn cố nén đau đớn, quỳ trên mặt đất dập đầu với hoàng hậu, trong lòng thầm rủa, nữ nhân này sao còn chưa chịu chết đi. Phùng Đức Sương, không phải ngươi rất muốn bản cung chết sớm sao? Phùng Đức Sương dập đầu thật mạnh. Lão Nô không dám, Lão Nô không dám. Không dám. Bản cung thấy ngươi rất dám đấy. Không phải ngươi ngăn không cho một lan mời thái y sao. Không phải mong bản cung chết sớm để hầu hạ chủ tử khác sao. Triệu Yên Dung nở nụ cười. Bản cung thấy ngươi hầu hạ cũng tốt lắm, không nở thả ngươi đi. Vậy đi, ngươi cứ tới Diên Vương Điện trước, chờ thêm 80 năm sau bản cung xuống ngươi lại tiếp tục hầu hạ người đâu kéo phùng đức xương xuống đánh chết hai thái giám nghe tiếng ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không giống lần trước lập tức kéo hai cung nữ kia xuống sao thế các ngươi cũng học phùng đức xương này nghĩ chiêu dương điện sắp đổi chủ tử sao triệu yên dung đột nhiên ngồi thẳng người ánh mắt như đao kiếm nhìn qua hai thái giám kia không dám liền đáp vâng rồi vội vàng ba chân bốn cẳng kéo phùng đức xương ra ngoài nương nương lão nô là người hoàng thượng phái tới, hoàng thượng phái tới, nương nương không thể lấy mạng lão nô, người không thể oan uổng lão nô. Phùng Đức Sương kêu giống như lợn bị chọc tiết, bên ngoài mùi máu tươi và nước mưa trộn lẫn xông vào mũi hắn, hắn biết, hoàng hậu này không phải muốn dọa hắn, mà thật sự muốn lấy mạng hắn. Kéo trở về Triệu Yên Dung sai người kéo Phùng Đức Sương toàn thân đã mềm nhũng trở về. Ngươi nói ngươi oan uổng. Làm sao mà oan uổng? ngăn không cho mời thái y không phải ngươi chẳng nhẽ là người bên ngoài sao cả người phùng đức xương run rẩy nằm trên đất cuộn thành một khối run run đúng vậy ngăn người là hắn hoàng hậu muốn giết hắn bây giờ người có thể cứu hắn cũng chỉ có dung phi nương nương phùng đức Sương quay đầu nhìn dung phi đã thấy mặt nàng ta tái nhật quỳ ở đó nửa chữ cũng không nói lòng không khỏi lạnh hơn một nửa ngươi nói đi Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy dám mưu hại bản cung? Triệu Yên Dung khẽ nghi người về phía trước, nhìn chăm chú Phùng Đức Sương. Nói ra đi, không chừng bản cung sẽ giữ lại cho ngươi một cái mạng. Nếu không nói, thì chính là ngươi có ý đồ mưu hại chủ tử, chỉ có con đường chết. Lúc hoàng hậu nói lời này, ánh mắt vô tình liếc dung phi một cái, Phùng Đức Sương cũng thông suốt, lập tức gào lên. Là dung phi nương nương, là dung phi nương nương ép lão nô làm như vậy nương nương minh dám, nếu không có dung phi nương nương bức ép, lão nô có 10 lá gan cũng không dám ngăn cản một lan mời thái y. Mặt dung phi xanh mét, vội mắng. Ngươi là hoạn quan, làm sao dám ăn nói bừa bãi vu cáo bản cung. Người đâu, mau đem lão hoạn quan này ra ngoài đánh chết. Phùng Đức Sương kêu lớn. Nương nương người còn không nhận, chính người nói, nếu hoàng hậu nương nương chết, sẽ đề bạc lão nô làm điện giám. Dung Phi nghiêm mặt, cao giọng gọi người, nhưng cũng không có người tới. Triệu Yên Dung cảm thấy cũng không sai biệt lắm, chậm rãi nói: "Phùng Đức Sương, ngươi là lão nô tài." Dung phi hầu hạ bệ hạ hết sức tận tâm, ở trước mặt bản cung luôn dịu ngoan cung kính, sao lại có thể mua chuộc ngươi mưu hại bản cung? Ngươi đây không phải là ly gián hậu phi sao? Ngươi có lòng này thật đáng chết. Người đâu, kéo nô tài này xuống, đánh 30 trượng. Đừng đánh chết giữ lại một hơi thở. Hai thái giám đi tới kéo người trong điện ra ngoài, chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng phùng đức sương kêu gào thảm thiết, đánh, giữ lại mạng, chính là hoàng hậu tin lời nói của phùng đức sương. Dung phi nghe bên ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, cảm thấy can đảm đều biến mất, lại nhìn thấy hoàng hậu nhìn nàng cười mỉm, da đầu liền rung lên từng trận mạnh mẽ. Nàng quỳ trên mặt đất, cho dù cách một tầng đệm lót thật dày cũng vẫn cảm thấy từng đợt khí lạnh xâm nhập vào đầu gối hoàng hậu nương nương tên nô tài kia ăn nói lung tung người trăm ngàn lần đừng tin lời hắn trong đầu thần thiếp tuyệt đối không có một chút ý nghĩ bất kính nào với người dung phi lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch bị dọa đến không còn một tia huyết sắc muội muội nói gì vậy triệu yên dung kêu người dọn chỗ cho dung phi chúng ta đều hầu hạ bệ hạ bệ hạ cũng thương ngươi. Sao bản cung có thể dựa vào một nô tài bất kính với chủ tử mà tùy tiện định tội muội muội? Chân Dung Phi sớm đã quỳ đến tê rần, làm sao có thể tự đứng dậy, vẫn là hai cung nữ bên người đỡ nàng lên mới có thể ngồi xuống, 30 gậy đánh xong, thái giám hành hình kéo Phùng Đức Sương vào điện đợi lệnh, cả người Phùng Đức Sương đều là máu, đã chịu không nổi đau đớn mà ngất đi. Dung Phi vội vã che ánh mắt. Triệu Yên dùng thoáng qua, liền phất tay cho người kéo hắn ra ngoài. Mặc dù người được đưa đi rồi, nhưng mùi máu tươi vẫn lưu lại trong điện. Hoàng hậu không có gì, ngược lại sắc mặt dung phi trắng bệch, cầm khăn che miệng nôn khang, triệu yên dung cũng không gấp, chờ nàng ta nôn xong rồi nói tiếp. Dung phi muội muội bị sợ hãi, vô duyên vô cớ lại bị nô tài cắn loạn. Dung phi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, vội vàng đứng dậy hành lễ. Đa tạ nương nương ra xét nghiêm minh, trả lại trong sạch cho thần thiết chuyện này chúng ta cũng không cần nói nữa triệu yên dung nâng mi nhìn nàng có điều dung phi tự ý điều động cung nữ của chiêu dương điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thái hậu và trang quý phi chẳng qua chỉ mượn một người ngươi lại điều đi hai người triệu yên dung cười lạnh một tiếng là thấy bản cung sắp chết nên làm việc mất quy củ sao dung phi vừa mới đứng lên một hồi lúc này lại toanh một tiếng quỳ xuống Thần thiếp vạn phần không dám. Vả miệng. Cái gì, Dung phi ngây ngẩn cả người. Chính mình tự vả miệng 10 cái. Hoàng hậu dương mắt nhìn về phía nàng ta. Hay là muốn bản cung cho người tới vả? Dung phi lớn như vậy, cũng chưa từng bị vả miệng. Sau khi nàng ta tiến cung, hoàng thượng vô cùng thích nàng ta. Tuy rằng không thể nói độc sủng tiêu phòng, nhưng một tháng hoàng thượng cũng phải nghỉ ngơi ở hoa quan điện của nàng ta chừng nửa tháng, trong cung cũng không có người có bản lĩnh này. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không rõ. Dung phi nàng thân là phi tử đang được thánh sủng, hoàng hậu không thể không rõ ràng mà giáo huấn nàng như vậy. Lấy đi hai nô tài mà thôi, nếu nàng không muốn cùng lắm thì lại đuổi người trở về. Phùng Đức Sương vừa mới liên lụy nàng như vậy, hoàng hậu nương nương cũng không cho nàng mặt mũi sao sao lại vì hai nô tài không quan trọng mà đánh vào thể diện của nàng khóe môi triệu yên dung hơi nhếch lên nếu dung phi cảm thấy không đủ vậy thì hai mươi cái đi triệu yên dung nhìn dung phi quỳ trên mặt đất không thèm nhắc lại thời gian khoảng một chén trà mà dung phi cảm thấy đã qua nửa đời người ánh mắt đen nhánh của hoàng hậu nhìn nàng trong mắt không có một chút cảm tình lúc ấy hoàng đế chọn lựa hoàng hậu trong nữ nhi của ba gia tộc luận về dung mạo gia thế liễu kinh doanh nàng đều cảm thấy mình mới xứng đáng là hoàng hậu không nghĩ tới cuối cùng hoàng thượng lại chọn con gái của triệu phùng xuân triệu phùng xuân chỉ là một hộ bộ thượng thư tuy rằng vào chính sự đường nhưng so với ông nội của nàng là liễu các lão tư lịch và gia thế của bọn họ cũng không hề thua kém triệu yên dung có thể nhờ vào cũng chỉ có ông ngoại của nàng ta quan quân hầu bùi gia quan quân hầu bùi độ là truyền kỳ của đại tề năm đó chỉ là một giáo úy ngoài biên quan hắn mang theo một ngàn kỵ binh xông vào đại quân của quân địch nhung dương cung bắn chết tam vương tử địch nhung cứu được vũ đức đế đang bị bao vây hộ giá thành công từ đó lên thẳng mây xanh sau lại dùng quân công lấy được chức quan quân hầu lại lấy em gái của vũ đức đế là bình dương công chúa mẹ ruột của triệu yên dung chính là trưởng nữ của bình dương công chúa quá cố nhưng bình dương công chúa đã chết thái an huyện chủ đã chết quan quân hầu cũng vừa tạ thế quan quân hầu thế tử bùi nghi thân thể yếu ớt nhiều bệnh căn bản không học được thương pháp của bùi độ quan quân hầu phủ không còn quân uy đã như mặt trời sắp lặn sao triệu yên dung có thể dựa vào gia thế này chứ nhưng dù thế nào thì người chiến thắng cuối cùng vẫn là triệu yên dung mà không phải là nàng liễu kinh doanh dù hoàng thượng vắng vẻ triệu yên dung thì thế nào thì triệu yên dung vẫn là hoàng hậu duy nhất của hậu cung là chủ tử duy nhất của nàng dung phi yên lặng nâng tay lên âm thanh thanh thúy vang vọng trong điện, một lan ở một bên nhẹ nhàng đếm, đếm tới, mười, dung phi mới dừng lại. Khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn sưng phù lên, trang dung tinh xảo cũng không thấy đâu, nước mắt lã chả rơi xuống che giấu thù hận thấu xương, đối với sự thức thời của nàng ta, triệu yên dung bày tỏ khen ngợi, cuối cùng nói một câu. Được rồi. Triệu yên dung tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn nàng ta lại giống như không nhìn, chờ dung phi run run đứng lên, nàng mới kín đáo mở miệng. Biết mình sai ở đâu chưa? Cả người dung phi run lên. Thần thiếp không nên cướp lời trước. Từ, còn có. Không nên bất kính với hoàng hậu. Còn có. Dung phi cắn chặt răng, nàng không biết hoàng hậu muốn nàng nói cái gì nhưng câu này đến miệng, nàng thật sự nói không ra lời. Không hiểu rõ sao. Vậy lại thêm 10 bạc tai nữa đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không một tia cảm tình vang lên rõ ràng trên đỉnh đầu dung phi khóc nấc lên nương nương thần thiếp biết sai rồi thần thiếp không nên thị sủng sinh kiêu thị sủng sinh kiêu cũng không có gì nhưng mọi việc đều có quy cũ dung phi nhớ kỹ bổn phận của mình nhớ kỹ mình nên tuân thủ quy cũ dung phi không biết chính mình ra khỏi chiêu dương điện như thế nào hai chân vừa xót vừa đau đớn giống như không còn là chân của mình đến đứng cũng không vững phải dựa vào hai cung nữ đỡ ra ngoài ngồi lên kiệu nương nương cung nữ đi theo dung phi nhìn vết thương trên mặt nàng bất giác khóc thành tiếng khóc cái gì mà khóc khăn tay trong tay dung phi đã sắp bị nàng xé rách nàng quay người lại nhìn cung điện nguy nga mông lung trong màn mưa gần như cắn nát môi dưới triệu yên dung một ngày nào đó bổn cung sẽ trả lại gấp bội khuất nhục ngày hôm nay còn có địa vị và cung điện này, ta nhất định sẽ đoạt lấy, nhất định sẽ. Chương 2 Tạ em gái ngươi Nguồn Mê truyện audio com Edit Phi hiền nghi bi ta Nguyên đức phiêu một lan cầm bình nước nóng đến ôm vào trong ngực, nàng mới cảm nhận được chút ấm áp. Ta đói bụng rồi, mang đồ ăn lên đi. Nghe được chủ tử phân phó, một lan vui muốn khóc. Nhiều ngày nay, hoàng hậu vẫn chưa ăn gì, không ăn thì sống làm sao. Tâm trạng vui mừng, nàng đi đến phòng bếp phân phó nấu cháo. Đói bụng lâu như vậy, không thể để chủ tử ăn món nhiều dầu mỡ, dạ dày sẽ không chịu nổi, chờ nấu xong cháo, một lan trở về thì phát hiện Triệu Yên Dung đã ngủ. Cùng lắm chỉ mới 18 tuổi, vậy mà giấc ngủ lại không hề yên ổn, nhìn khuôn mặt Triệu Yên Dung tái nhợt, lông mày cau lại, một lan thở dài, đặt bát cháo ở bàn trà phía trước, nàng tựa vào mép giường ngủ thiếp đi hai ngày nay thật mệt mỏi chờ nàng tỉnh giấc thì trời đã tối vừa nhấc đầu đã thấy triệu yên dung ánh mắt đen như mực nhìn nàng chằm chằm không có lời hoàng hậu nương nương truyền triệu các thái giám cung nữ không được tự ý đi vào từng có hai cung nữ tự ý vào nội điện bị đánh đến chết mà nàng còn ngủ ở đây tất nhiên không có người đốt đèn trong điện tối tăm hoàng hậu im lặng ngồi một lan có thể thấy rõ chỉ có đôi mắt nàng mang theo chút ánh sáng nhớ tới bản thân đang quỳ nằm úp sấp đã lâu nên chân đã sớm tê rần đứng lên bùng một cái lại té lăn trên đất nương nương thứ tội lại đây ta giúp ngươi xoa bóp chân trong bóng tối truyền đến thanh âm nhẹ nhàng mềm mại thật bất đồng với giọng nói lạnh lùng ban ngày của nàng từ khi vào cung một lan chưa từng nghe triệu yên dung dùng ngữ khí mềm mại nói chuyện bao giờ nhất thời hơi bất ngờ cái mũi lại bắt đầu cảm động nô tỳ không dám lại đây rõ ràng chỉ có hai chữ nhưng lại không cho phép từ chối một lan đi đến trước mặt nàng chân nô tỳ đã không còn tê nữa đâu à bản thân nàng cũng không có gan lớn đến nổi đế cho hoàng hậu xoa chân một lan cẩn thận trả lời thật không dạ nô tỳ không dám lừa nương nương một lan vâng ngươi ra ngoài xem thử đang phong và bạch lộ về chưa trong bóng tối âm thanh hoàng hậu đặc biệt trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng ban ngày vừa giáo huấn dung phi nàng ta hẳn sẽ biết nên làm thế nào chỉ cần không phải kẻ ngốc trước tiên đều sẽ đuổi người đi thời gian cũng đã lâu nếu không thấy người trở về thì chỉ có hai khả năng một là không về được hai là phải làm mấy việc tay chân nhưng hoàng hậu còn chưa chết Dung Phi hẳn sẽ không ngu ngốc mà giết chết nữ quan bên người nàng, có lẽ Đan Phong và Bạch Lộ phải chịu vài nỗi khổ da thịt, quả nhiên, chưa tới một khắc một lan đã đưa hai người đến trước mặt Triệu Yên Dung. Thắp đèn lên trước đã. Một lan nhẹ giọng nói với hai người. Trong phòng dần dần sáng ngời, Triệu Yên Dung thấy hai thiếu nữ quỳ gối trước mặt nàng, mặt mũi thanh lệ đoan chính, không kém với trong trí nhớ của nàng. Áo ngoài màu xanh nhạt, tay áo xuề phía dưới váy dài nhuộm màu xanh ngọc bích đậm thắt lưng màu xanh lá tuy rằng khuôn mặt đã được trang điểm nhưng vẫn không thể che đi sắc mặt không tốt đan phong và bạch lộ thần thái an bình trên mặt mang theo vui mừng chỉ là khóe mắt còn ửng đỏ có lẽ khi nãy đã khóc một hồi hai người các nàng bị dung phi mang đi không quá một ngày bị tìm cớ ném tới hoáng y cục nơi đấy ai mà chẳng biết là nơi vô cùng vất vả Đan Phong và Bạch Lộ là đại nha hoàng đi theo Triệu Yên Dung nên chưa từng làm những việc như vậy bao giờ. Hơn nữa còn bị đám nô tỳ bắt làm cái này cái kia, đã nhiều ngày phải chịu khổ. Các nàng cứ nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp ánh sáng thì hoàng hậu nương nương tỉnh lại, kêu người đưa các nàng trở về, Đan Phong và Bạch Lộ ôm nhau khóc một lúc lâu. Người của Dung Phi mang các nàng ra khỏi hoáng y cục, tắm rửa thay quần áo, sức thuốc mở chỗ bị thương. Các nàng sinh ở Triệu Gia, Cả nhà già trẻ đều ở Triệu gia. Nếu Triệu Yên Dung xảy ra chuyện gì, cả nhà các nàng đừng mong còn mạng sống, cho nên dung phi sẽ không phí tâm đánh chủ ý lên người các nàng. Đương nhiên, hoàng hậu nương nương nhìn như sắp tắt thở, ai mà còn muốn lao lực bày kế. Nhìn cánh tay dưới áo còn mấy vết thương bị hở miệng, Triệu Yên Dung thật lâu không nói gì. Hai người sợ hãi nhìn nương nương, hoàng hậu tức giận, các nàng có thể cảm nhận được. Nương nương bọn nô tỳ đã không còn đau. Người phải chăm sóc tốt cho mình, mấy việc nhỏ này người đừng quan tâm. Hoàng hậu cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá thẳng thắn, không biết cách lửa lời uyển chuyển, cho nên mới làm cho hoàng thượng không thích. Nay nương nương bị cấm túc ở chiêu dương điện, ngàn vạn lần không thể vì các nàng mà cúi đầu nói chuyện với người ngoài được. Tính cách đang phong trầm ổn, bạch lộ nhạy bén thông minh. Nếu không tin cậy các nàng, triệu gia sẽ không cho đi theo triệu yên dung tiến cung nương nương chắc chắn dung phi muốn người và đám nô tài ở hoáng y cục bất hòa với nhau bạch lộ nói thân phận chủ tử là gì người và đám nô tài lục đục với nhau chẳng phải sẽ bị xếp ngang hàng với họ sao nếu mất mấy mạng thì bọn quan thần lại tấu chương những điều vô nghĩa hoàng thượng để nương nương tĩnh dưỡng ở chiêu dương điện thì người phải nghỉ ngơi chỉ cần còn hoàng hậu bên ngoài sẽ không dám đụng tới các nô tỳ. Đúng vậy, nương nương cứ nghỉ ngơi, chăm sóc thân thể thật tốt. Người càng khỏe mạnh, thì các nàng càng phiền muộn. Đan Phong cũng khuyên nhủ, Cho các nàng phiền muộn đến chết đi. Các ngươi yên tâm, bản cung đã biết. Triệu Yên Dung nở nụ cười. Nghe được lời này, Đan Phong và Bạch Lộ thở vào nhẹ nhõm. Đợi đến khi Hoàng hậu nương nương ngủ. Một lan dẫn đang phong và bạch lộ tới thiên điện nói chuyện xảy ra sáng nay, chủ tử xử lý phùng đức xương và dung phi như thế nào, nghẹn trong lòng đã lâu, cuối cùng mới giải phóng ra được, cả người một lan sáng lạng hẳn ra, nói đến chỗ phùng đức xương bị nàng tác ra sao, dung phi tự tác bản thân như thế nào, thật là sảng khoái muốn nhảy dựng lên. Các ngươi không ở đấy, không thấy được khí thế uy phong của nương nương. Một lan cười đến hai mắt như trăng khuyết trước kia dung phi nương nương gây khó dễ không ít cho nương nương với chúng ta hoàng hậu nhường nhịn khắp nơi không để ý tới nàng ta chúng ta còn lo lắng sốt ruột cho nương nương hôm nay không ngờ người một hơi phát tác trước giờ nương nương mặc kệ chuyện này cho nên đám cẩu nô tài mới khi dễ người bạch lộ oán hận nói ở hoán y cục mấy ma ma thô sử giày xéo hành hạ hai tỷ muội chúng ta một ngày nào đó chúng ta nhất định phải trả món nợ này thật thỏa mãn. Nương nương làm tốt lắm, Dung Phi ỷ vào bản thân được sủng vài ngày đã muốn ngồi lên trên đầu nương nương. Ta kinh. Đang phong phun một ngụm nước bọt. Nương nương lương thiện mới bao dung cho Dung Phi, mà lòng dạ nàng ta đen tối. Đáng lẽ ra nương nương nên lôi nàng ta ra đập nát cái mông giống phùng đức xương mới tốt. Một lan cười, đánh nhẹ lên đầu đang phong. Dù sao Dung Phi cũng là phi tử của Hoàng thượng, không giống như Phùng Đức Sương là một nô tài. Làm sao nương nương có thể đánh chết nàng ta được? Nếu Dung Phi phạm sai lầm, nương nương mới có thể phạt nàng ta. Nếu nương nương uy nghi, sẽ không cần lo lắng nàng ta khắp nơi gây phiền phức. Bạch lộ thở dài. Không biết, khí thế uy vũ này của nương nương duy trì được bao lâu? Một lan và đang phong liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Hy vọng, nương nương cứ uy vũ mãi như vậy ba ngày ngủ nhiều, đêm ngủ không được, vô số những đoạn trí nhớ mơ hồ hiện rõ trong đầu nàng, Triệu Yên Dung biết, đó là nàng chưa tiếp nhận hoàn toàn những trí nhớ đó. Không biết vì sao, càng muốn bắt lấy chúng lại càng bắt không được. Trong mộng thấy được rất rõ, nhưng đến ba ngày chúng lại biến mất, chỉ để lại một tia cảm xúc thản nhiên. Có một chút do dự, mang theo vị ngọt ngào, cũng có cảm xúc ưu thương không nói nên lời có lẽ đây là nguyên nhân khiến nguyên chủ không muốn lưu lại cho nàng toàn bộ, Triệu Yên Dung cũng không sốt ruột, với nàng mà nói, chỉ cần cam đoan trí nhớ này bảo vệ nàng an toàn là đủ rồi. Ông trời cho nàng sống lại lần thứ hai, nàng sẽ quý trọng cơ hội này nhưng từ xưa đến nay, đa số hoàng hậu đều là vật hy sinh. Nàng thật vất vả mới có thân thể để sống, muốn an nhàn cả đời thì phải nắm chặt lấy thân phận này, không thế trở thành vật hy sinh. Thân thể này không có trí nhớ nhiều về hoàng đế, ngay cả mặt mũi cũng không rõ, chuyện này cũng có thể giải thích. Triệu Yên Dung tiến cung chỉ mới 3 tháng, trừ bỏ ngày 15 tháng đầu tiên hoàng đế ngủ lại Chiêu Dương điện. Thời gian còn lại, hắn đều ngủ ở chỗ phi tần khác. Nàng biết hoàng đế không thích nàng nhưng có vẻ nguyên chủ cũng không thích hắn. Cũng phải, nam nhân độc chiếm cả dàn hậu cung, loại mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua, trời sinh tính cách Triệu Yên Dung cổ hủ là nữ nhân cẩn thận tỉ mỉ, cho dù nam nhân muốn sủng, nguyên chủ cũng không muốn nhận, kỳ thật, như vậy cũng tốt. Trong cậy vào tình yêu một con ngựa đực, còn không bằng trong cậy heo mẹ leo cây. Chỉ cần nam nhân này không phải não ngắn, vì cái tình yêu chó má mà đạp nàng xuống cho nữ nhân khác lên ngồi, thì nàng tạm thời an toàn. Trong lòng Triệu Yên Dung tính toán, phải tìm cơ hội giảng hòa với nam nhân kia mới được. Giống như buôn bán vậy, hai bên đối tác phải có lợi, đàm phán mới được tiến hành. Nếu lợi thế chỉ nghiêng về một người, vậy không thể gọi là đàm phán nữa, trực tiếp chèn ép người ta rồi. Nàng chậm rãi hiểu được đống tin tức này, nếu Triệu gia không có lợi thế, hoàng đế sẽ không bị áp lực của Thái hậu lập nàng làm hoàng hậu, thế nên nhiệm vụ hàng đầu của hắn là moi móc lợi ích từ nàng. Bên ngoài mưa đã tạnh, bầu trời đêm cũng dần dần buông xuống, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Từ lúc bắt đầu nhận thức được nàng không hiểu bản thân đã làm gì mà bị giam lỏng ở chiêu dương điện hoàng đế vì cái gì hơn một tháng nay không chịu tới chỗ nàng thật ra một lan đã từng nhắc qua có thể hoàng đế có ý phế hậu nhưng triệu yên dung cũng không lo lắng chút nào không biết vì sao nàng không cảm thấy nguy hiểm tới vị trí hoàng hậu này tuy rằng nàng không nhớ rõ cho lắm lý do vì sao nàng sẽ không gặp nguy hiểm nhưng ít nhất nàng xác định hoàng đế sẽ không phế hậu ít nhất một năm rưỡi tới hậu vị của nàng vẫn vững như Thái Sơn, cho nên nàng mới mạnh tay xử lý Phùng Đức Sương cùng Dung Phi. Đến khi thức dậy thì đã là buổi trưa, Triệu Yên Dung nằm nhiều ngày trên giường cho nên toàn bộ cơ thể mệt mỏi rã rời. Gọi Bạch Lộ giúp nàng thay đổi sim y, sửa soạn gọn gàng mới ra ngoài dùng cháo gà nấm hương. Nàng được no bụng, trong lòng mới thôi nghĩ lung tung. Hôm nay, Triệu Yên Dung cảm thấy tinh thần tốt hơn hôm qua nhiều, dẫn theo đan phong và bạch lộ dạo bước trong vườn hôm qua hoàng hậu trừng trị phùng đức xương công công cho nên hai thái giám canh cửa cẩn thận hành lễ không dám ngăn cản nếu là vài ngày trước đó hai thái giám này còn muốn làm khó dễ một phen nhưng sau khi thấy phùng công công luôn kiêu ngạo giờ thì mặt bị đánh sưng như đầu heo mông bị bầm dập không ít tối hôm qua ông ta còn rên rỉ cả buổi hiện còn sống hay đã chết còn không rõ trong lòng mỗi người đều lo sợ hoàng hậu đã nhập cung ba tháng nay, trên mặt chưa bao giờ nở nụ cười dù chỉ là mỉm cười. Nhưng nàng lại không phạt hay hành hạ cung nhân, nghe nói khi còn ở nhà mẹ để tính tình nàng cũng rất lương thiện. Giờ sau khi nhìn bộ dáng phùng công công, thì ra hoàng hậu cũng sẽ bị chạm đến một giới hạn nào đó, nói đến phùng công công là được hoàng thượng đẩy đến đây, làm sai quy củ thì hoàng hậu nương nương có đánh chết, hoàng thượng cũng sẽ không để ý, chỉ cần nương nương không ra khỏi tường chiêu dương điện, thì nàng làm gì cũng không liên quan đến họ. Trời trong xanh, ngày ấm áp. Hiện nay đã sắp vào tháng 3, trong viện có cây đào, cây lê, trên cành có thể thấy vài nụ hoa nho nhỏ. Tuy bị mưa gió làm rơi rụng một ít nhưng nhìn qua vẫn vô cùng đẹp mắt. Đợi đến mùa hoa nở, nơi này nhất định sẽ rất lung linh. Triệu Yên Dung vỗ lên thân cây đào, quay đầu hỏi Bạch Lộ. Ngươi nói xem, nơi này sẽ có quả đào chứ? Bạch Lộ không nghĩ nương nương sẽ hỏi nàng, nàng là nha hoàng hồi môn của Triệu Yên Dung, ở trong cung cũng chỉ mới ba tháng, làm sao biết được cây sẽ ra quả hay không? Mắt nàng nhìn xa vời, nói, cây có hoa cũng có thể ra quả, thân cây to lớn vững chắc thế này, nô tỳ nghĩ có thể ra quả đào. Triệu Yên Dung cười, không phải cây nào ra hoa cũng sẽ kết quả. Cho dù có thể ra quả, vị cũng sẽ chua, hơn nửa quả còn cứng, hương vị khác xa so với vị ngọt ngào ngon miệng. Quả nhiên, phải xem người trồng cây có tận tâm hay không, cũng phải xem trời có nể mặt, cho cơn mưa tốt qua ngày hay không, ra ngoài lâu, ánh sáng chiếu xuống nên đầu có hơi choáng váng. Triệu Yên Dung muốn trở về đã thấy ngoài cửa điện có một đám thái giám đi đến. Ngồi ở hòn giả sơn, Triệu Yên Dung ra hiệu bạch lộ. Bạch lộ lập tức ra ngoài, một lúc sau vội vã cuốn quyết trở về. Nương nương, là thái giám tuyên chỉ, hoàng thượng có ý chỉ đến cung. Đan Phong nhanh chóng dẫn Triệu Yên Dung hồi cung. Ba người nhanh tay chải đầu cho nàng, đổi sim y, lại dặm chút đồ trang điểm, lúc này nàng mới có thể ra tiếp chỉ. Là chuyện tốt hay chuyện xấu, không cần cầu nguyện, chỉ cần nhìn thái độ người tuyên chỉ như thế nào. Sẽ biết ngay, đến tuyên chỉ là đức toàn công công, người này là thái giám cầm bút ở ngự thư phòng của hoàng đế. Vừa nghe sau bình phong có âm thanh, Đức Toàn Công Công thay đổi vẻ mặt, tươi cười chờ đón. Hoàng hậu nương nương đã bình phục, nô tài thỉnh an nương nương. Triệu Yên Dung nhìn hắn một cái, nở một nụ cười. Công Công vất vả, bên ngoài nắng nóng, còn phiền ngươi tới đây một chuyến. Đây là bổn phận, cũng là vinh hạnh của nô tài. Năm nay, Đức Toàn Công Công đã gần 30, mi thanh một tú, diện mạo cùng với nụ cười nịnh nọt trên mặt không hợp lắm. Trước tiên mời nương nương tiếp chỉ, sao nô tài lại chúc mừng nương nương. Triệu Yên Dung nghe thấy ba cung nữ bên cạnh nàng không hẹn mà cùng hít vào một hơi. Đức Toàn mở thánh chỉ, Triệu Yên Dung quỳ nghe. Chi, hồ, giả, giả, nghe đến đầu hoàng hậu phát đau, nói tới nói lui, sử dụng bao nhiêu từ ngữ hoa lệ nhưng đại ý chỉ tóm gọn một câu. Hoàng hậu nương nương chịu ủy khuất. Hoàng hậu nương nương không có việc gì. Triệu Yên Dung cúi đầu nghe, âm thầm biểu môi làm hoàng đế thật tốt, bản thân oan ủng thê tử, hại thê tử thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cuối cùng, chỉ viết mấy câu nhẹ nhàng bân quơ là có thế gạt đi cái sai của mình, thiếu chút nữa mất mạng còn phải dập đầu tạ ơn, nước mắt lưng tròng mà cảm kích. Tạ em gái ngươi. Chương 3 Yếu thế là thua Nguồn Mê truyện audio com Edit Như hiền đung beta Nguyên Đức Phi, ngươi nói cái gì? Chiếc khăn theo hồng mai trong tuyết vì chủ nhân đứng dậy mà rơi xuống đất, khuôn mặt của Dung Phi bị bôi đầy thuốc mỡ màu xanh lục che lấp hết dung mạo tuyệt sắc. Dung Phi rất tức giận không quan tâm đến thuốc mỡ đang được bôi trên mặt mình, nàng gạt bay ấm trà vẽ hình hoa mai mùa xuân xuống đất. Nương nương bớt giận. Cung nữ tới báo tin sợ tới mức quỳ rạp dưới đất, cho dù là đầu gối bị mảnh vỡ của ấm trà đâm chảy máu cũng không dám kêu la. Bộ ngực đẩy đà phật phòng liên hồi, ngón tay siết chặt góc bàn gỗ được sơn bóng, tự hồ muốn cào nát nó. Nương nương, cẩn thận thuốc dán rơi xuống. Giờ này khắc này, cũng chỉ có mình đại cung nữ trưởng quản hoa quan điện dám nói chuyện với Dung Phi. Người đừng quên, hoàng thượng đã lật thẻ bài của người. Chỉ một câu nói nhẹ cũng đủ kéo lý trí Dung Phi trở về. Đều cút đi, hai ngày này các ngươi nên yên phận làm việc cho bản cung, nghe rõ chưa? Vâng trừ bỏ đại cung nữ tiếu trầm mặt, những người khác đều bị dung phi đuổi ra ngoài. Không ngờ mạng của tiện nhân kia lại lớn như vậy, đắc tội nhân vật lớn cũng có thể thoát. Dung phi nằm trên ghế quý phi, không cam lòng nói. Bản cung không hiểu được, rõ ràng là đã tìm được vật chứng ở Chiêu Dương điện, vì cái gì hoàng thượng không phế nàng, không giết nàng. Tuy rằng tìm được vật chứng ở Chiêu Dương điện, nhưng chất liệu vải trên con búp bê đó là vải tử la được phát vào trung thu năm trước khi đó hoàng hậu còn chưa tiến cung, cho nên hoàng thượng chỉ nhốt nàng ở chiêu dương điện. Trầm mặt đứng sau lưng bóp vai cho Dung Phi nói. Nương nương, người cũng không nghĩ lại, hoàng hậu tuy rằng họ triệu, nhưng nàng cũng là người của bùi gia. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi nàng còn là biểu muội của hoàng thượng. Nếu chuyện đó thực sự là do nàng làm, vậy không chỉ mất một cái ghế hậu vị, triệu gia và bùi gia cũng bị liên lụy một là quan thanh lưu trong triều, một từng trong quân tư mã, nếu là tận diệt, không phải sẽ làm cho lòng người bất mãn. Dung Phi còn muốn nói gì nữa lại thấy trầm mặt đặt ngón trỏ lên môi. Nương nương, đây là trong cung, việc gì cũng phải cẩn thận, không thể phạm sai lầm. Hoàng thượng bây giờ còn dùng triệu gia, cho dù hắn rất sủng người, tạm thời cũng sẽ không động đến hoàng hậu. Người cũng đừng kích động mà làm bậy, vẫn là nên đặt tâm tư lên người hoàng thượng đi chỉ có thánh sủng không suy, người mới thể sống thoải mái ở trong cung này. Dung Phi thở dài một hơi, bị tiện tỳ triệu yên dung kia đè trên đầu, nàng làm sao có thể vui được. Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, nàng ta lại không chết. Âm thanh có chút căm giận. Nương nương, lời này chỉ nên đế trong lòng. Trầm mặt trầm giọng nói. Trong cung thế lực phức tạp, cho dù là nô tỳ, người cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, ai là cọc ngầm còn chưa biết đâu. Hoàng hậu trưởng quản phượng ấn, người hết thảy phải cẩn thận, trăm ngàn đừng ý vào được hoàng thượng sủng ái mà hành sự không theo quy củ, sợ là sau chuyện lần này hoàng hậu sẽ phòng bị người. Trầm mặt, bản cung biết ngươi là người trung thành, những lời này bản cung cũng chỉ nói với ngươi. Dung Phi nắm lấy tay trầm mặt. Bản cung tin tưởng ngươi, bởi vì lúc ngươi theo ta, ngươi mỗi câu đều vì bản cung lo lắng, ngươi chỉ trung thành với bản cung trầm mặt lắc lắc đầu, nói tiếp. Còn có hoàng thượng. Đúng rồi đúng rồi, còn có hoàng thượng. Dung Phi nở nụ cười, trong lời nói mang theo hàm ý làm nũng. Khuôn mặt này của bản cung cũng không biết có hết sưng hay không, chờ hoàng thượng tới, ta nhất định sẽ cáo trạng với hoàng thượng. Nô tỳ khuyên nương nương vẫn là không nên nói. Trầm mặt do dự một lát, lên tiếng nhắc nhở. Hoàng thượng không thích những chuyện này xảy ra trong hậu cung. Ừ, ngươi đi hỏi Thái Y Viện, Ngọc Phù Nhuận cơ lộ kia tại sao còn chưa đưa đến đây? Nghe Dung Phi nói vậy, trầm mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi làm. Vâng. Sau đó đi ra ngoài điện, xoay người khép cửa phòng lại, bên ngoài ánh mặt trời chói chang, trời xanh không mây, hoa trong viện đã muốn mở, trong không khí tràn ngập mùi hương cùng hơi thở của sự sống, làm cho tinh thần người ta sảng khoái, tiếu trầm mặt ở trong cung đã 12 năm, những vị chủ tử của nàng đã quên gần hết, vị chủ tử nàng đang hầu hạ này mặc dù được sủng ái, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy bất an, qua một năm nữa nàng sẽ 25 tuổi, đã có thể được xuất cung nếu Dung Phi. Có thể mạnh mẽ bắt lấy thánh tâm, nàng cho dù đủ tuổi để xuất cung cũng không thể, nếu thật như vậy, nàng vẫn là nên sớm tính bước tiếp theo, Triệu Yên Dung gọi tất cả cung nhân chiêu dương điện vào. Cung nhân ở nơi này nàng chỉ biết có vài người, số còn lại là trước kia chưa thấy qua, hoặc là lúc nàng gặp chuyện không may mới thay vào trụ ếm là điều cấm kỵ trong cung tiền triều đã từng xảy ra thái tử dùng hình nhân để nguyền rủa hoàng đế sau khi điều tra ra không chỉ có mình thái tử chết ngay cả mẹ ruột của thái tử là hoàng hậu cũng bị thưởng một thước lụa trắng điều châm chọc là khi mọi chuyện đã kết thúc lại phát hiện đó là do một vị hoàng tử thiết kế vị hoàng tử này có giả tâm nhưng không đủ năng lực để làm thái tử hoàng thượng vì giết quan thê tử và nhi tử của mình nên trong lòng buồn bực không thôi. Mấy tháng sau liền băng hà, điều buồn cười nhất là kẻ chiến thắng cuối cùng lại là một hoàng tử không được sủng ái, loại bàn tán về chuyện xử án không đầu không đuôi này, rốt cuộc chân tướng cũng không có người nào rõ ràng. Thành tông hoàng đế đại tề mượn chuyện này làm gương, thái hậu và triều thần đều dân tấu phế tân hậu, nhưng hắn chỉ giam lỏng triệu yên dung ở trong chiêu dương điện, không thể không nói, hoàng đế này còn có chút minh mẫn, Triệu Yên Dung chưa có con, nàng trù hoàng đế chết làm cái gì? Hay là muốn làm quả phụ, hiện tại nàng là hoàng hậu, nữ nhân trong cung chỉ có mỗi thái hậu là có thể chèn ép nàng, nàng còn có cái gì không hài lòng, cho dù là muốn dùng thuật con rối để giết người, nguyền rủa thái hậu còn có thể lý giải được, còn nguyền rủa hoàng đế chết sớm trừ phi là nàng bị bệnh, 40, 50 người quỳ gối trong viện. Những người bị gọi tên đều ngẩng đầu để hoàng hậu nương nương nhìn một cái lần này coi như là hoàng hậu nương nương chết đi sống lại khổ tận cam lai cung nhân chiêu dương điện vừa vui mừng vừa lo lắng bởi vì đào được một con búp bê bằng vải có ghi ngày sinh tháng đẻ của hoàng thượng ở rừng trúc sau hậu viện chiêu dương điện hai phần ba cung nhân ở chiêu dương điện đều bị lôi đi trong đó đại bộ phận là không còn mạng để trở lại nên trong điện mới có người mới bổ sung vào nơi này cũng có cơ sở ngầm nhưng nhân số cũng không nhiều trụ ếm luôn là điều kiên kỵ trong cung huống chi vị hoàng hậu này cũng không được hoàng đế yêu thích mọi người đều không nghĩ tới nàng có thể tránh được kiếp nạn này đám người mới được bổ sung vào đa số là những người không thích tiếp cận với môi trường bên ngoài nếu không phải vậy thì cũng là loại khó dùng hoặc là tính tình cổ quái hoàng hậu nương nương bình an không chết giá trị nhân phẩm cung nhân chiêu dương điện cũng không cao nhưng từ sau khi hoàng hậu nương nương tỉnh lại liền trượng tể hai cung nữ điều này làm cho lòng cung nhân không yên đương nhiên triệu yên dung biết tâm tư của những người này nàng cũng không có ý định đuổi hết đi trong cung hoàng hậu nếu không có vài cơ sở ngầm vậy mới đúng là không bình thường lòng người khó đoán ai biết chỗ của nàng đang ẩn giấu người của ai ai biết hôm nay nàng đuổi đi một ngày mai có thêm hai hay không là con người ai không có vài nhược điểm đơn giản chính là hai chữ tiền quyền mấy ngày nay các ngươi ở chiêu dương điện cũng coi như vất vả nếu là người của bản cung bản cung tất nhiên sẽ không bạc đãi triệu yên dung nhìn các nàng trên mặt không có một chút ý cười bản cung thuộc loại người thích bao che khuyết điểm nhưng cũng thuộc loại người thù dai trong số các ngươi trừ bỏ mấy vị lão nhân ở chiêu dương điện phần lớn là người mới đến các ngươi không thích bản cung bản cung cũng không ép buộc các ngươi mặc kệ các ngươi là người của ai qua hôm nay chủ tử của các ngươi chỉ có thể là một mình bản cung vâng mọi người đồng thanh trả lời đừng đáp ứng nhanh như vậy triệu yên dung miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ánh mặt trời chói chang chiếu xuống dưới hai gò má nàng có chút tái nhợt giống như gốm sứ thượng hạng trơn bóng nhẵn nhụi rất đặc biệt bản cung cho các ngươi thời gian một ngày để suy nghĩ muốn ở lại ta liền giữ không muốn ở lại liền đi bản cung không ép các ngươi sau này cũng sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền toái. Âm thanh triệu yên dung dừng một chút, tiếp nhận ly trà một lan đưa lên, nhấp một mụn, một lan gật đầu, xoay người về phía đám cung nhân nói. Các ngươi cũng nên nhớ rõ, nếu đã ở lại thì không được sinh lòng phản bội. Người ở lại, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, nếu lười biến cũng không có người phạt. Nhưng nếu là phản bội chủ tử, chuyện hôm qua các ngươi cũng đều đã nghe, chiêu dương điện không lưu những kẻ hai lòng hai cung nữ hôm qua bị trượng tể là kẻ phản chủ về phần phản như thế nào người bên ngoài cũng không rõ ràng triệu yên dung cũng không muốn nói nhiều chỉ gọi hai thái giám quỳ ở hàng đầu tiên đi vào điện những người khác đều tự lui xuống nói là thả đi như vậy nhưng không có khả năng sẽ có người đi hoặc là mang theo nhiệm vụ trên người hoặc là không có chỗ đi chiêu dương điện là cung của hoàng hậu không nơi nào có thể diện như ở chiêu dương điện có thể ở trong cung làm loạn bọn họ khẳng định là có người chống lưng, lần này hoàng hậu làm vậy, cũng chỉ là muốn thông báo cho các chủ tử ở sau màn. Bản cung không phát uy, các ngươi cũng đừng nghĩ hoàng hậu ta là mèo bệnh, trù ếm. Có thể được sử dụng để hại người trực tiếp và gián tiếp. Người bị trù dập sẽ bị ốm đau, tai nạn, hay kể cả thiệt mạng. Trù ếm là một trong những tà thuật ghê sợ nhất, và rất ư là thông dụng ở dân gian. Mục đích trù ếm là để trả thù, hoặc để trấn an, bảo vệ một linh địa, một địa điểm chôn cất bảo vật hay nghĩa trang. Lời trù ếm có thể có hiệu lực ngay tức khắc, hoặc ngấm ngầm nhiều năm tháng. Có những lời trù ếm ám hại đến vài ba thế hệ, ảnh hưởng cả một đại gia tộc, tà thuộc trù ếm và nguyên nhất là dùng một hình nộm, tức là một tiêu biểu đại diện cho người bị trù. Hình nộm có thể được cấu tạo bởi sáp, đất sét, gỗ, vải hay giấy, những con rối nộm hình nộm sẽ được tác tạo giống hệt người bị trù ếm. Hình nộm càng giống đối tượng, càng có hiệu quả mãnh liệt. Người bị trù sẽ chịu chung số phận với hình nộm của họ, khi bị đánh đập, hành hạ, xúc phạm, hủy diệt qua những hình thức đốt, đâm, bẻ gãy, nhận nước, xúc phạm bởi đồ dơ bẩn hoặc chôn xuống đất. Chương 4 Đoán ý bề trên Nguồn Mê truyện audio.com Edit thất sung nghi bi ta. Su thai vị thái giám tiến vào, một vị hơn 40 tuổi là người hầu ở Chiêu Dương Điện, một vị chỉ tầm 17-18 tuổi, bộ dáng thập phần lanh lợi, lý tổng quản và phó tổng quản trước kia của Chiêu Dương Điện không biết đã đi đâu, nghĩ thử, có thể là đang ở thận tư hình hoặc là bị hoàng đế điều đi nơi nào rồi. Làm đại tổng quản Chiêu Dương Điện lai lịch và mối quan hệ hẳn là rất thâm sâu. Hoàng đế đăng cơ nửa năm, bọn họ cũng không phải là tâm phúc của hắn. Hoàng thượng lợi dụng chuyện này điều bọn họ đi thay bằng người của mình cũng là chuyện rất bình thường, cho nên những người đã bị điều đi thì đừng mong có thể quay trở lại. Đại tổng quản vừa bị nàng phạt trưởng chính là Phùng Đức Sương. Còn phó tổng quản chính là vị hơn 40 tuổi Trương Đức Trung thoạt nhìn có vài phần thật thà. Vị thái giám đi theo tên là Tiểu Giang Tử, được điều đến từ Khang Vương phủ. Theo tính tình của hoàng đế, An bài hai người này cũng không phải để giám sát vị hoàng hậu mà hắn không chút quan tâm này, chẳng qua người được điều đến từ Khang Vương phủ so với người được điều đến từ các cung khác thì an toàn hơn nhiều, cho dù bọn họ có hai lòng thì cũng là người của hoàng đế, mà không phải của bất cứ nữ nhân nào khác. Nàng sống ở nơi này, dù bên cạnh có là người của hắn cũng vẫn an tâm hơn, Triệu Yên Dung có chút không kiên nhẫn nghe Trương Đức Trung bẩm báo các nơi trong điện đã được an bài thỏa đáng tiểu giang tử thỉnh thoảng bổ sung vài người đều bị trương đức trung lật lại xuất thân và bối cảnh nàng chỉ nghe họ nói đến một nửa liền ngăn lại các ngươi đã hiểu rõ như vậy cũng không cần mọi chuyện đều phải bẩm báo cho bản cung trương đức trung an bài mọi chuyện thỏa đáng thưởng hoàng hậu nương nương vừa dứt câu một lan đã mang hầu bao sớm được chuẩn bị tốt đến tiểu giang tử cũng làm tốt nên thưởng tiểu thái giám không nghĩ đến chỉ nói vài câu cũng sẽ được thưởng trong lòng cao hứng đến mắt đều cong lên. Phùng Đức Sương không xem bản cung là chủ, dám chống đối bản cung, đã bị phạt. Triệu Yên Dung cúi đầu nhìn móng tay vừa mới được cắt tỉa của mình. Bản cung không muốn nhìn thấy hắn ở chiêu dương điện, Trương Đức Trung ngươi có biện pháp gì? Tiết hầu Trương Đức Trung lên xuống mấy lần, cuối người nói. Nương nương là chủ nhân của chiêu dương điện, người muốn dùng ai thì dùng người đó, không muốn dùng liền không cần dùng nhưng Phùng Công Công là đại tổng quản thái giám, muốn thay đổi phải được hoàng thượng cho phép. Bản cung đã biết. Triệu Yên Dung gật đầu. Chút nữa sẽ đưa cáo trạng qua chỗ hoàng thượng, sau này ta giao chiêu dương điện cho ngươi, tiểu giang tử sẽ làm phó tổng quản, hai vị thái giám vội vàng dập đầu tạ ơn, đến ngay cả trương đức trung thành thật chất phát trên mặt cũng không giấu được sự vui mừng. Nương nương, liệu hoàng thượng có đáp ứng việc đổi người hay không? Chờ hai vị thái giám chuẩn bị được để bạc lân lân như bước trong mộng đi ra bên ngoài điện, một lan tiến đến bên cạnh Triệu Yên Dung nhỏ giọng hỏi. Vì sao bệ hạ lại không đồng ý? Đầu mày Triệu Yên Dung cao lại, trên mặt lộ ra tươi cười bí hiểm. Hắn còn ước gì thay đổi được toàn bộ, hoàng đế mới đăng cơ chưa được nửa năm, trong cung toàn bộ đều là lão nhân. Có bao nhiêu người trung thành với hắn, bao nhiêu người đối với hắn hài lòng những năm trước các hoàng tử tranh đấu đến đầu rơi máu chảy không ai là không có những mưu tính riêng hoàng đế muốn yên tâm tất yếu phải thay tất cả thành người của mình người của hắn từ đâu đến trừ những người đã được an bài sẵn trong cung cũng chỉ còn lại những người trong khang vương phủ khi hắn còn là khang vương theo vào phùng đức xương là ai là đại tổng quản ở trong điện thế nhưng lại là một nô tài ngu xuẩn không có mắt nhìn người không biết nặng nhẹ làm đại tổng quản thái giám đúng thật khiến người khác chê cười, sở dĩ Phùng Đức Xương được điều đến đây vì hắn là lão nhân trong cung, nhưng lại là người dễ phạm phải sai lầm, dựa vào cơ hội này đá người đi, thay thế bằng người của mình sẽ không làm người khác chú ý, bụng dạ hoàng thượng cao thâm khó đoán, cũng không phải là người thành thật, đáng thương cho Phùng Đức Xương bị. Người dùng trượng gỗ đánh gần như mất nửa cái mạng, thân là thê tử của hoàng đế, nếu đã đoán được tâm ý của hắn lúc này sao lại có thể không phối hợp tốt với hắn. Đừng nói là Phùng Đức Sương ngu xuẩn phạm lỗi trước mặt nàng, cho dù hắn thành thật không phạm lỗi, sau này nàng cũng phải tìm lý do để điều hắn đi, đã là hạ nhân phải giỏi quan sát và phán đoán ý của bề trên mới không bị người mới cướp đoạt vị trí của mình. Đây cứ xem như là có qua có lại đi. Nhanh như vậy hoàng đế đã giải được mối hiềm nghi của nàng, nàng cũng phải hồi đáp lại hắn, quả nhiên, buổi tối phong thư được đưa qua, sáng ngày thứ hai có người qua đây còn mang theo một tờ giấy cho đích thân hoàng đế viết nét chữ đặc biệt cứng cáp tiêu sái viết bốn chữ to trẫm rất hài lòng triệu yên dung miếng môi cười cười đưa cho một lan mảnh giấy đưa tình đáp ý này cất đi lúc phùng đức xương đi ra mặt vẫn còn sưng xanh xanh tím tím rất là dọa người bởi vì do thận tư hình trực tiếp bắt người đi nên hắn không có cơ hội cáo trạng trực tiếp lấy vải nhét vào miệng kéo hắn ra ngoài từ cửa sau của chiêu dương điện, một lan trở về kể cho Triệu Yên Dung chuyện xảy ra, nét mặt hiện lên vẻ thư thái hả giận, Triệu Yên Dung nằm nghiêng trên ghế quý phi ăn điểm tâm, thấy một lan như vậy liền mất hứng. Ngươi còn là cô cô trưởng quản của chiêu dương điện không? Tâm tư đều ở trên mặt, không một chút che giấu. Trước mặt nương nương, nô tỳ cần gì phải che giấu? Một lan cười cười quỳ trước ghế, đặt một chân của nàng lên người mình, nhẹ nhàng xoa bóp trong lòng nô tỳ nghĩ cái gì cũng sẽ không gạt người muốn gạt cũng không gạt được nhịp độ trên tay cũng chậm dần triệu yên dung đang hưởng thụ xoa bóp của một lan đột nhiên cảm thấy trên chân không có lực đạo vừa mở mắt đã thấy một lan kinh ngạc nhìn chân của nàng đôi mắt hồng hồng như muốn khóc lại làm sao vậy triệu yên dung trên đầu giường đưa cho một lan một chiếc khăn tay sạch sẽ a à, một lan lấy lại tinh thần vội vàng nhận khăn tay ấn ấn khóe mắt gượng cười, nô tỳ thất lễ. Nếu khóc chưa đủ thì ra ngoài đi, khi nào khóc đủ thì lại vào, Triệu Yên Dung miễn cưỡng nói. Không cần nhịn, miễn cho nhịn đến bệnh. Nô tỳ không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chút không rõ ràng. Một lan quỳ thẳng người lên, tiếp tục xoa bóp chân cho nàng. Trước đó vài ngày, thật sự giống như trời sắp sập xuống. Tuy rằng cuối cùng nương nương không có việc gì, nô tỳ vẫn là thấy người tiều tụy mà thương tâm, nhưng lại không làm được gì. Chẳng qua chỉ là một trận phong hàng nhẹ nhưng tên cẩu nô tài phùng đức xương kia lại dám kéo dài không chịu thỉnh thái y, cho nên người mới từ bệnh nhẹ thành bệnh nặng như thế. Nương nương, người như bây giờ thật tốt. Tất nhiên là do phùng đức xương nịnh bợ dung phi mới biến bệnh nhẹ thành bệnh nặng, bệnh nặng lại biến thành không thể chữa khỏi, phần lớn nguyên nhân là do nguyên chủ của thân thể này không có ý chí muốn sống, Triệu Yên Dung cũng không hiểu được nữ nhân này rốt cuộc suy nghĩ như thế nào khi đang sống êm đẹp lại muốn bức tử bản thân mình. Có lẽ trong tương lai hoàng đế sẽ vì dây dứt hối hận mà đối tốt đền bù với Triệu Gia, cũng có thể vì muốn hối thúc hoàng thượng mạnh mẽ, tạo cho hắn đầy đủ lý do để chống lại các thế lực ngầm trong Triều. Mặc kệ nàng ta nghĩ như thế nào, hiện tại thân thể này đã là của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không giống như nữ nhân kia xem mạng mình như cỏ rác, nàng sẽ hưởng thụ cuộc sống thật tốt, sảng khoái trải qua cuộc đời này. Đừng ai nghĩ gây bất lợi cho nàng, khiến nàng sống không vui vẻ thì cuộc sống của các ngươi cũng đừng mong thoải mái, đúng thế, Triệu Yên Dung chính là người không thể chịu thiệt, không chịu được bị người khác ức hiếp, trong mắt không dung được một hạt cát. Qua buổi trưa, Tỉnh thiếu dám vội tiến vào điện Thỉnh An Hoàng hậu, bẩm. Tuân theo ý chỉ mới của hoàng thượng, Trao trả phượng ấn lại cho nương nương, thỉnh nương nương chỉ thị, thần sẽ an bài ổn thỏa, triệu yên dung nửa nằm nửa ngồi trên ghế quý phi, sắc mặt có chút trắng bệt, khoát tay áo đối với hắn. Thiếu giám đại nhân xin đứng lên. Tạ ân điển bệ hạ trao lại phượng ấn cho bản cung, nhưng người cũng thấy, bản cung hiện tại lực bất tòng tâm, sợ không thể vì bệ hạ phân ưu. Đương nhiên, phượng ấn có thể trao cho dung phi quản lý nhưng danh không chính ngôn không thuận. Vì trên nàng còn có Quý phi, Đoan phi. Bản cung suy nghĩ, phượng ấn vẫn nên trao cho Thái hậu quản lý là tốt nhất, Thái hậu là đức phi của tiên đế, cũng không phải là mẹ ruột của hoàng đế, hoàng thượng lý duệ được lập làm thái tử là lúc tiên đế nhớ đến danh nghĩa của đức phi. Khi đó hắn mới 18 tuổi, đối với người mẹ này đương nhiên cũng sẽ không có nhiều tình cảm. Nhưng mà đại tề lấy đạo hiếu làm đầu, thân là thái tử phải làm gương cho mọi người cho nên biểu hiện của hai người cũng coi là mẫu từ tử hiếu. Khi Lý Duệ một bước đăng cơ, người mẹ Đức Phi này cũng được tôn lên làm Thái Hậu, Thái Tử Phi cũng đã qua đời hơn hai năm, sau khi Tân Đế đăng cơ bên cạnh lại không có Sườn Phi được cất nhắc lên làm Chính Phi. Ngược lại tuyển chọn nghiêm ngặt các quý nữ vừa đến tuổi của các đại thần trong triều, cuối cùng quyết định chọn đích trưởng nữ của Triệu Thượng Thư làm Hoàng Hậu. Triệu Yên Dung tiến cung được hai tháng đã chán ghét việc quản lý lục cung, phượng ấn trong tay nàng liền chuyển đến chỗ dung phi nếu muốn sống thoải mái trong cung chướng ngại lớn nhất trước mắt triệu yên dung không phải là các vị sủng phi được cưng chiều mà là vị trương thái hậu này lúc trước các hoàng tử tranh đoạt cực kỳ quyết liệt khang vương lý duệ cũng không phải người có ưu thế trong những người được chọn việc này cùng với thân thế của hắn có quan hệ rất lớn chương năm không thế không chết nguồn mê truyện audio com edit Mai Thái Phi, Bê Ta Soát phi phim đó Vũ Đức Đế Lật Đổ Đại Chu thành lập Đại Tề, Vương Thất Đại Chu bị tàn sát hầu như không còn, chỉ còn một số ít người có quan hệ xa và một vị công chúa được giữ lại. Sau đó vị công chúa này lại bị huynh đệ kết bái của Vũ Đức Đế là Trình Quốc Công cướp về làm thiếp thất, vị công chúa mất nước này sinh cho Trình Quốc Công một nữ nhi, lại được tiên đế hiển tông hoàng đế coi trọng, muốn đưa vào cung làm phi tử bởi vì trên người có huyết mạch hoàng thất của tiền triều. Trong gia tộc lại xem như là một nữ nhi thứ xuất, vị trình tần này cũng không thể nói rõ là thân phận cao quý hay thấp kém. Tuy rằng Trình tần có dung mạo tuyệt mỹ, tính tình dịu dàng nhưng lại có thân phận đặc thù, cho nên phân vị vĩnh viễn không thể thăng thêm. Tiên đế cũng không thể quá sủng ái, cuối cùng buồn bực mà chết, năm ấy chỉ để lại một hoàng tử 5 tuổi, là Khang Vương Lý Duệ. Từ nhỏ Lý Duệ đã chất phát, không nói chuyện cũng không chơi đùa cùng các huynh đệ khác tính tình có chút quái gở. Từ sau khi Trình Tần mất, người có quan hệ tương đối tốt với Trình Tần là Ngụy Tần cầu xin hoàng đế đưa hắn cho mình nuôi dưỡng, xuất thân của Ngụy Tần không cao. Phụ thân là huyện lệnh của một địa phương xa xôi, bộ dáng cũng không thể nói là xinh đẹp, cho nên ở trong cung rất mù mịt. Dưới gối nàng cũng chỉ có một công chúa, cho nên xem Lý Duệ là nhi tử của mình mà nuôi dưỡng, trong lúc đó tình cảm giữa dưỡng mẫu và dưỡng tử rất sâu đậm, sau đó trong lúc các vị hoàng tử tranh đấu lợi hại bởi vì sau lưng lý duệ không có gia thế của dưỡng mẫu trên người lại có huyết thống hoàng thất của tiền triều cho nên mọi người đều cảm thấy hắn không có khả năng được tuyển chọn làm thái tử thường xuyên qua lại tranh đấu càng kịch liệt thì chết càng sớm giống như hắn không tranh không cản trở ngược lại thành người giành được thắng lợi cuối cùng triệu yên dung biết lý duệ lên ngôi phía sau không thể thiếu trợ lực của cửu cửu nàng là quan quân hầu bùi nghi nếu không dựa vào tác phong gian xảo của triệu phùng xuân như vậy hoàng đế cũng sẽ không tuyển nữ nhi của hắn làm hoàng hậu ai kêu bùi nghi không có nữ nhi đành phải lui lại mà chọn người tiếp theo cưới nữ nhi của tỷ tỷ hắn bùi nghi đau lòng cháu gái trước khi nàng xuất giá ân cần dạy bảo chỉ cho nàng tìm cơ hội thích hợp đề xuất ban tôn vị cho ngụy thái phi đền đáp công ơn nuôi dưỡng chăm sóc nhiều năm của bà với hoàng thượng kỳ thật cửu cửu đã chỉ điểm cho nàng ta tiết lộ tâm sự trong lòng hoàng thượng cho nàng, kêu nàng tìm được cơ hội thích hợp cho trượng phu một ân tình. Như vậy hoàng thượng tất sẽ cảm tạ nàng, sau đó sẽ kính trọng nàng thêm một chút, thật tốt khi có một cửu cửu là tri kỷ, chỉ tiết triệu yên dung kia vốn không muốn lấy lòng hoàng đế, cũng căn bản không lo lắng suy nghĩ mà tìm cơ hội thích hợp. Vì thế ở đêm tân hôn, lúc hoàng đế vừa mới vén khăn vang lên, nàng ta phụng phịu không kiên kỵ mà nói ra, hoàng đế tức giận đến mức phẩy tay áo bỏ đi, nếu không phải sợ đế hậu bất hòa, thanh danh truyền đi không tốt, đêm tân hôn chắc chắn hoàng đế sẽ đến cung khác ngủ, Ngụy Thái phi đúng là đã nuôi dưỡng Lý Duệ, nhưng Lý Duệ lại được tiên đế ghi tạc dưới danh nghĩa của Trương Thái hậu, cho nên dưỡng mẫu của Lý Duệ lại thêm mẹ cả cũng chỉ có thể có thể là Trương Thái hậu. Lúc này mà nói kỳ thật hoàng thượng không phải do Thái hậu nuôi dưỡng, là do Ngụy Thái phi nuôi dưỡng, điều này không chỉ đánh vào mặt hoàng đế mà còn đánh vào mặt Thái hậu, tuy rằng hoàng đế rất muốn hiếu kính Ngụy Thái phi nhưng hoàng hậu này vừa đến, đã đưa hắn và Ngụy Thái phi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đây không phải giúp hắn, mà là hại hắn, sao hắn có thể không tức giận, về phần Thái hậu, lại càng không cần phải nói. Con dâu vừa mới vào cửa đã nói với nhi tử mình, bà không phải mẹ của ngươi, mẹ của ngươi là người khác. Trương Thái Hậu nếu có thể thích người con dâu này thì đầu óc nhất định là vấn đề rồi, cho nên nói, nguyên lai triệu yên dung kia căn bản không thể làm hoàng hậu, khiến cho hoàng đế và thái hậu ngột ngạt, cần phải nhanh chóng chết đi. Muốn nàng chết đi, lại không thể liên lụy đến nhà mẹ đẻ và nhà của cửu cửu, cho nên phải chết trong nghẹn khuất như vậy, có bao nhiêu đại sự phải làm, không nên tự tìm chết như vậy, kỳ thật muốn có ngày lành cũng rất đơn giản, định nọc thái hậu, chờ hoàng đế ổn định thiên hạ, làm một minh quân. Sau đó nàng làm hiền hậu, chuyện của ai người ấy làm, không ai làm phiền ai khi cần thiết thì giúp đỡ lẫn nhau ngươi sủng tiểu mỹ nhân mặc kệ ngươi chỉ cần để cho ta có cuộc sống thư thái vui vẻ là được đáng tiếc chủ nhân thân thể này hành sự rất cực đoan đắc tội hoàng đế lại đắc tội thái hậu trong cung hai ngọn núi mà nàng có thể dựa vào đều không có còn muốn nàng phải thu thập cục diện rối rắm này thật sự là muốn có thời gian rảnh rỗi cũng không được triệu yên dung lắc lắc đầu nói với một lan Thân thể bản cung đã khá hơn, qua vài ngày nữa mang theo cung phi đi thỉnh an Thái hậu nương nương." Mộc Lan đáp lời, "Nô tỳ sẽ cho người đi thông truyền tới các cung." Thiếu giám lại hỏi, "Còn phượng ấn này, ngươi bẩm báo với hoàng thượng những lời bản cung đã nói, hắn sẽ hiểu rõ." Triệu Yên Dung thản nhiên cười, khuôn mặt vốn đang tái nhợt, mệt mỏi nhất thời trở nên linh động mấy phần. "Hôm nay là ngày mùng 7 rồi." nhìn thấy Triệu Yên Dung ngáp, một lan giúp nàng gỡ búi tóc, tháo trâm cài và trang sức, đỡ nàng nằm xuống. Vâng, hôm nay là mùng 7. Ừ. Triệu Yên Dung nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng hỏi. Vào thời điểm nào thì cung phi đến thỉnh an? Bản cung đi thỉnh an Thái Hậu vào canh giờ nào? Sao ta lại không thể nhớ rõ? Chợt nghe ân thanh của một lan càng lúc càng xa. Nương nương, nhóm nương nương ở các cung vào giữa giờ thìn sẽ cùng nhau đến thỉnh an người. Vào ngày 10, 15, 20 mỗi tháng người phải dẫn chủ vị các cung đi thỉnh an Thái hậu nương nương. Giờ tỵ sơ khắc là có thể đến trường nhạc cung. Giờ thìn. Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, chỉ nghe được đến đó, Triệu Yên Dung đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, Triệu Yên Dung bị tiếng khóc đánh thức, tiếng khóc kia cũng không phải quá lớn, nức nở đứt quảng tựa như âm thanh ong ong của máy điều hòa lúc nửa đêm làm cho người ta phiền lòng vì thế nên dù nàng còn rất muốn tiếp tục ngủ nhưng phải miễn cưỡng mở mắt tầm mắt dần dần rõ ràng cách xa trướng một đoạn cách đầu giường mình không xa nàng thấy một quý phụ mặc y phục xinh đẹp cao sang đang ngồi cúi đầu lao lệ trong nháy mắt đầu óc đã theo kịp dù rất nhanh nhưng vẫn cứ theo lẽ thường mà đứng lên nâng tay vén bước rèm bằng tơ vàng và chuỗi ngọc lên trong điện lập tức vang lên tiếng chuông thanh thúy. Nương nương đã tỉnh rồi. Đang phong hầu hạ trong phòng lập tức vén ngư lân tiêu sa trướng màu xám khói lên, cố định vào móc hình phượng. Bốn nô tỳ ở ngoài cửa nối đuôi nhau mà vào, bưng nước ấm, dâng khăn mặt, cầm muối sạch để xúc miệng. Những việc này qua vài lần nàng cũng có thể thích ứng. Đây là đặc quyền giai cấp của xã hội phong kiến vạn ác, thật sự là rất xa xỉ, quá xa hoa lãng phí, nhưng lại rất sảng khoái, tư thái đứng dậy tao nhã, hai tay giang ra cho cung nữ giúp nàng thay đổi ngoại bào rộng thùng thình. Triệu Yên Dung đỡ tay phụ nhân đang khóc ngồi xuống trước bàn trang điểm bằng gỗ cây hoa lê. Lại làm sao vậy? Phụ nhân kia tuổi chừng 25, 26, mặt mày có vài phần tương tự Triệu Yên Dung, nghe nàng hỏi, cúi đầu nói. Là thần phụ không tốt, tới quá sớm, đã quấy rầy nương nương. Triệu Yên Dung nhìn nàng, ánh mắt mềm mại hơn. Người có thể đến trong cung thăm ta, ta cao hứng còn không kịp. Bùi thị là muội muội ruột của mẹ đẻ nàng, tính tình ôn hòa mềm mại. Đường Đường là đích tiểu thư quan quân hầu phủ, chính thê của Triệu Thượng thư, trong nhà có thiếp thất được sủng ái thủ đoạn hay gây chuyện, lại không có bản lĩnh áp chế. Triệu Phùng Xuân chỉ là một tài chủ nhỏ ở nông thôn, cũng có chút tài văn chương, bộ dạng ra vẻ đạo mạo nếu không phải được quan quân hầu nhìn trúng, sao hắn có thể có mệnh tốt như vậy, bay thẳng lên mây, hơn 30 tuổi đã trưởng quản hộ bộ còn được vào chính sự đường, Triệu Yên Dung biểu môi, sau khi đại tiểu thư hầu phủ bệnh chết, Triệu Đại Nhân lại cưới muội muội của thê tử. Chỉ tiếc, kế thất này tính tình mềm yếu giống hệt thê tử đã mất của hắn. Bị cái danh hiền thê đè nặng, rõ ràng trượng phu sủng thiếp thất, quản gia bị cản tay khắp nơi, cũng không dám nói với nhà mẹ để một chút nào thế cho nên Bùi Nghi vẫn thấy muội phu này cũng không tệ lắm, dốc hết sức giúp đỡ hắn, thật thối. Trước đây nghe nói nương nương phượng thể bất an, thần phụ muốn tiến cung nhưng lão gia không cho. Cầu cửu cửu của người, cửu cửu người cũng không chịu gặp ta. Nói đến người này, Bùi Thị lại ngân ngấn nước mắt. Thật vất vả mới nghe được người không có việc gì, thần phụ ở nhà sao có thể ngồi yên được. Không phải bởi vì đoạn thị lại gây phiền toái cho người sao. Sau khi Đăng Phong chuẩn bị xong, Triệu Yên Dung một nửa là trêu đùa, một nửa là nghiêm túc hỏi bà, nàng bị nhốt ở chiêu dương điện, bùi thị không biết nguyên do, nhưng phụ thân và cửu cửu nhất định sẽ biết, khi đó ngay cả tính mạng nàng cũng không thể tự bảo vệ mình, phụ thân và cửu cửu nhất định cũng giống như đi trên miếng băng mỏng. Nếu tội danh hoàng hậu cố ý sát hại hoàng đế thành lập, không chỉ hoàng hậu phải chết, mà nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, nhà của cửu cửu cũng sẽ không trốn thoát khỏi diệt vong phụ thân và cửu cửu đương nhiên không có tâm tình quan tâm bùi thị cũng như phụ thân không có tâm tình để ý đến đoạn thị nếu đoạn thị đủ thông minh tại thời điểm đó sẽ không làm ra chuyện cực đoan gì cho nên nàng nhìn bùi thị lắc đầu nở nụ cười nương nương hôm nay vấn phi tiên kế đi hoặc nhìn xinh đẹp cao quý lại có khí chất đang phong nhỏ giọng nói với nàng triệu yên dung nhìn mặt mình trong gương gật đầu cười ánh mắt của ngươi rất tốt, ngươi cảm thấy cái gì thích hợp thì làm cái đó đi. Làn da nõn nà, cái cổ nhỏ nhắn trắng mịn, trắng cao, nụ cười khéo léo duyên dáng, đôi mắt xinh đẹp long lanh, Triệu Yên Dung nhìn bản thân trong gương có khuôn mặt hoàn toàn khác với kiếp trước. Đầu ngón tay tinh tế vuốt làn da, đột nhiên có thể giải thích vì sao mẹ kế ác độc của Bạch Tuyết lại thích lầm bầm lầu bầu với ma gương như vậy, tướng mạo tốt như vậy, đổi lại là nàng cũng muốn mỗi ngày nhìn nó trong gương 10 lần. 20 lần, nghĩ xong lại sót cho bản thân mình một chút. Nương nương, hôm nay là ngày nương nương các cung đến thỉnh an, hôm nay có muốn mặc đại trang hay không? Cung nữ phụ trách trang phục của nàng đang cầm hộp phấn hỏi, đại trang có nghĩa là mặc thêm một mảnh vải màu trắng thật dày, che đi dung mạo xinh đẹp, giấu đi làn da, giống như bị một bức màn thật dày phủ lên, có thể nhìn ra được sự xinh đẹp sao? Triệu Yên Dung lắc đầu, bản thân chọn một cây cọ trang điểm, đối diện với gương vẽ mi mắt. Mẫu thân ngồi trước đi, bản cung thu thập xong sẽ nói chuyện với người. Nương nương bình phục thần phụ cũng an tâm. Vốn cũng không có chuyện gì khác, nương nương vội vàng như vậy, thần phụ cũng nên rời cung trở về nhà rồi. Gấp cái gì? Bàn tay triệu yên dung lướt qua hộp trang sức được phô bày, chỉ vào một cây phượng trâm, đang phong cầm cài vào búi tóc vừa mới được búi sơ lên. Cũng đã hơn một tháng không gặp mẫu thân, trong lòng cũng có chút nhớ, không bằng hôm nay đừng trở về, ở chiêu dương điện một đêm, trò chuyện với bản cung. Cái này sao có thể được? Thần phụ là ngoại mệnh phụ, sao có thể ngủ lại trong cung? Bùi thị liên tục xua tay. Trong cung có quy của ngoại mệnh phụ không thể ngủ lại sao? Triệu Yên Dung nghiêng đầu qua hỏi một lan đứng ở bên cạnh, một lan nghĩ nghĩ, lắc đầu cười nói. Nô tỳ không có nghe nói qua. Người xem, ngay cả một lan cũng không có nghe nói qua, vậy thì không có. Triệu Yên Dung buông cỏ xuống, đưa tay đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của Bùi Thị, bản cung là chủ nhân của Chiêu Dương Điện, bản cung nói người có thể lưu lại, thì người có thể lưu lại. Cho người đi đến cửa cung nói, hôm nay mẫu thân ở lại trong cung không quay về, phụ thân đừng chờ nữa. Một thái giám canh giữ ở bên ngoài lập tức lĩnh mệnh chạy đi, Bùi Thị nhìn nàng, cảm thấy sau khi nữ nhi sinh bệnh, tinh thần và ý vị giống như thay đổi không ít mặt mày cử chỉ vẫn là triệu yên dung nhưng vẻ mặt và thái độ cảm thấy thay đổi rất nhiều mẫu thân đang suy nghĩ gì vậy triệu yên dung cũng không nhìn ra vẻ hoang mang nghi hoặc trên mặt bùi thị xoay người nhìn bà cười người xem hôm nay nữ nhi như thế nào nương nương dung mạo tuyệt thế ung dung đoan trang tất nhiên là tốt bùi thị cảm thấy cả người nữ nhi đều toát ra thần thái so với bộ dáng lúc mới vào cung ý chí và tinh thần sa sút thân hình mảnh mai thì thật sự là hai người khác nhau như vậy mới đúng ngẫm lại khi đó nha đầu này có bộ dáng sống không bằng chết trong lòng bùi thị liền cảm thấy khó chịu tỷ tỷ giao nữ nhi cho mình thế nhưng mình lại không nuôi dưỡng và dạy bảo tốt cho yên dung nàng cảm thấy thật sự có lỗi với tỷ tỷ nay tốt như vậy cả người giống như được sống lại làm cho người ta nhìn cảm thấy trong lòng sáng sủa ngay cả bà cũng cảm thấy có tinh thần hơn. Thôi mà, khen thì khen, chẳng lẽ khen một câu người cũng luyến tiếc, bị ủy khuất sao? Triệu Yên Dung cười, cho một lan lấy một cái khăn sạch sẽ đưa cho bùi thị. Trên người của người có cáo mệnh nhị phẩm phu nhân, lại là chính thê của phụ thân, đừng luôn để bản thân chịu ủy khuất như vậy. Triệu Yên Dung xoay người, nhìn trang dung của mình trong gương, một thiếp thất không thể lên mặt, cho dù sinh hai hài tử thì thế nào người không đáng bị bà ta chèn ép bùi thị có chút hồ đồ sao đang êm đẹp lại nói đến chuyện của mình người là đích nữ của quan quân hầu bùi gia nếu bị một thiếp thất khi dễ đến cùng như vậy dù không có thanh danh chủ mẫu triệu gia còn có bùi gia mẫu thân người hiểu không thái độ của triệu yên dung khi nói chuyện rõ ràng rất ôn hòa bùi thị lại cảm thấy tràn ngập hàn ý đây là lần đầu kế nữ nói với bà về cuộc sống của bà ở triệu gia nói đến việc lão gia sủng ái thiếp thất Trước kia mặc kệ bà trân trọng nữ nhi này như thế nào, Yên Dung cũng không nói chuyện với bà, gặp mặt cũng là bình thường, cũng không thân cận, nhưng quan hệ với Đoạn thị lại tốt hơn. Lời tuy nghiêm khắc, cũng vì bà mà suy nghĩ, lo lắng thay bà, Bùi thị tuy kinh ngạc nhưng lại cảm thấy ấm lòng, quả nhiên nữ nhân xuất giá có thể hiểu được điều khó xử của nữ nhân. Trong mắt Bùi thị chứa lệ, khóe miệng lại dương lên. Tạ nương nương chỉ điểm, thần phụ nhớ kỹ chỉ ghi nhớ mà không làm được thì được gì đâu. Triệu Yên Dung biểu môi, không hề nói thêm gì nữa. Chương 6 Không cần nể mặt kẻ không biết xấu hổ. Nguồn Mê truyện audio com Edit Ngọc Hiền Tần Bếp Xoái phi phôm nay, điểm tâm cũng không tệ lắm, bánh bột ngô, thịt cua thêm hành thái nhỏ, bánh cuốn hồi hương, hai món bánh ngọt làm bằng gạo và 12 món điểm tâm có hình dạng khác nhau. Triệu Yên Dung dậy quá sớm, khẩu vị không được tốt, chỉ ăn một cái bánh bột ngô, uống nửa bát cháo ngọc bích liền dừng đũa, uống một chén trà, nàng chọn một bộ váy dài màu đỏ theo kim phượng, lại tự mình chọn một chiếc trâm phượng chính đuôi đính ngọc trai màu vàng rực rỡ để bùi thị cài lên búi tóc của mình. Mọi người đều đến đông đủ rồi sao? Chờ nhóm cung nữ giúp mình chỉnh sửa lại thắt lưng, ép chặt lại đai váy, Triệu Yên Dung hỏi bạch lộ. Bẩm nương nương, trinh phi nương nương, Huệ Phi nương nương và vài vị chiêu nghi, chiêu dung, mỹ nhân đã đến nhưng vẫn có vài vị nương nương không đến. Bạch lộ cung kính trả lời, cuối người mang giày theo cẩm tú được đến Minh Châu ở mũi giày vào cho Triệu Yên Dung. Dung Phi đâu? Triệu Yên Dung nghe vậy thuận miệng hỏi một tiếng, quả nhiên thấy được thân thể của Bạch lộ cứng đờ. Nghe nói là bệnh đau thắt lưng tái phát nên không tới. Âm thanh Bạch lộ đè thấp chỉ đủ chủ tớ hai người nghe. Triệu Yên Dung khẽ nhíu mày. Hôm qua hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ nàng ta. Bạch lộ gật đầu, liền thấy trên mặt chủ tử nhà mình lộ ra ý cười hứng thú. Có trò hay để xem, chúng ta đi. Viện tay bùi thị, Triệu Yên Dung kéo váy phượng thật dài không dính một hạt bụi đi trên hành lang gỗ, vòng qua tấm bình phong to lớn vừa dày vừa nặng, xuất hiện trước mặt nhóm cung phi đã sớm chờ ở tiền điện, trong chính điện, chiếc ghế dựa lớn mạ vàng bác bảo song phượng là chỗ ngồi của nàng, phất làng váy về phía sau, liền đoan chính ngồi xuống, vốn dĩ nhóm cung phi còn đang nói chuyện phím lập tức xếp thành hai hàng, hành lễ với nàng. Ngồi. Nghe hoàng hậu nương nương ra lệnh một tiếng, nhóm cung phi đứng lên rồi ngồi xuống vị trí của mình. Đương nhiên, bốn vị trí gần hoàng hậu nhất vẫn trống, hoàng hậu cũng làm như không thấy, nói với các nàng. Tính ra cũng đã lâu không gặp, bây giờ nhìn lại thấy các vị tỉ muội có chút mơ hồ, nếu tí nữa bản cung có gọi nhầm tên, các ngươi cũng đừng trách ta. Mọi người vội vàng đồng thanh, liên tục nói không dám, sau khi hoàng hậu tiến cung lại náo loạn với hoàng thượng, tâm tình vẫn không tốt, về sau lại bị cấm túc ở chiêu dương điện, số lần thấy các nàng cộng lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nhớ đầy đủ mọi người, còn có những người có khuôn mặt tương tự thật sự cũng rất khó khăn, tuy rằng đế hậu không hòa thuận, lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng hậu vẫn có thể trở mình, đủ để chứng minh hoàng đế vẫn rất coi trọng vị chính thê này, cho nên mọi người không ai dám kinh thường, một đám người rất quy củ, thành thật không dám lỗ mãn, vị chủ tử này lúc chưa xoay người đã dám một hơi đánh chết hai cung tỳ, nghe nói còn đánh luôn thái giám tổng quản của chiêu dương điện đến. Thừa sống thiếu chết Tổng quản thái giám trong cung đều là các lão nhân mới có thể làm đến chủ quản một cung, sau lưng ít nhiều đều có chút thế lực cho dù phạm phải sai lầm cũng không phải mỗi người đều có can đảm như hoàng hậu, đến bản thân mình vẫn chưa được định tội, đâu dám xông vào chỗ chết mà đánh người, hơn nữa vị hoàng hậu trước mắt này, không còn giống người lúc trước trong trí nhớ của các nàng, từ lúc nàng tiến cung, vẻ mặt luôn rất nghiêm túc, nói về quy củ, trừ bỏ ngày đại hôn mặt hỷ phục, các nàng chưa bao giờ thấy hoàng hậu mặc y phục có màu sắc diễm lệ, màu đỏ tươi đẹp, là màu sắc chỉ có hoàng hậu mới có thể mặc. Màu đỏ giống như ngọn lửa, làm cho mắt mọi người vừa cay, vừa chua xót. Hơn nữa hôm nay, hoàng hậu cũng không trang điểm quá đậm như trước, khuôn mặt cũng không vì thế mà trắng bệt, mà là một màu trắng thuần khiết, mày kẻ nhạt, tôm lên da thịt toàn thân trắng nõn như ngọc, cả người cũng có vẻ trẻ trung, xinh đẹp hơn rất nhiều, thấy những nữ nhân này ngồi xuống đều cúi thấp đầu không nói lời nào, Triệu Yên Dung nở nụ cười. An phận, như thế này là tốt, Triệu Yên Dung quét mắt về phía các nữ nhân hầu hạ hoàng đế, mỗi người đều thùy mị thước tha mỗi ngày đều bị nhiều tiểu mỹ nhân vây quanh như vậy đôi mắt của hoàng thượng chỉ sợ là đã mệt nhọc quá độ tinh thần lý chiêu nghi có vẻ không tốt tối qua ngủ không ngon sao lý chiêu nghi được điểm danh vốn chỉ là một cung nữ đốt đèn ở đông cung sau này được phong mỹ nhân không lâu sau thì sinh hạ một tiểu công chúa trắng trẻo đáng yêu khiến hoàng đế vô cùng vui mừng mẫu bằng nữ quý lúc này mới được phong lên ngũ phẩm chiêu nghi đứng phía sau nàng là đông mỹ nhân mặc dù cũng xuất thân từ cung nữ phụ trách giấy mực nhưng không có số mệnh tốt như nàng ta, có thể một phát trúng đích, cho nên bây giờ chỉ là một thất phẩm mỹ nhân. Bẩm hoàng hậu nương nương, đêm qua bảo châu công chúa ngủ không ngon, tần thiếp chăm sóc cả đêm, cho nên tinh thần không tốt. Luận về dung mạo, Lý Chiêu Nghi so với dàn nữ nhân này cũng chỉ thuộc hạng trung đẳng, chẳng qua là người rất khiêm tốn, ấn tượng của Triệu Yên Dung đối với nàng cũng không xấu nếu phải mệt mỏi chăm sóc công chúa vậy ngươi về trước đi tinh thần thoải mái mới có thể chăm sóc tốt cho công chúa được triệu yên dung cầm nắp chén nhẹ nhàng gạt lá trà trên mặt khi vừa tiến cung tiểu công chúa vẫn chưa qua trăng tròn nàng cũng chưa nhìn qua chờ công chúa khá hơn một chút có thể đưa nàng tới chiêu dương điện để bản cung nhìn một chút chỉ là tùy ý nói nhưng trong lòng lý chiêu nghi hoảng sợ sắc mặt trắng bệch thái dương giật giật hoảng sợ đến mức không biết trả lời thế nào triệu yên dung liếc mắt một cái liền đoán ra tâm tư của nàng ta chỉ là nhìn một cái cũng không phải đưa về nuôi ngươi sợ cái gì lý chiêu nghi lập tức rời chỗ ngồi quỳ xuống dập đầu liên tục công chúa nếu có thể được hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng đó là phúc của nàng tần thiếp vô cùng cảm kích lời này đúng là miệng nói mà tâm không nói không thấy nàng ta đã khóc lên sao làm như hoàng hậu nàng chính là lão vu bà muốn chia rẽ cốt nhục của người ta vậy." Lý Chiêu Nghi ăn nói cẩn thận. Triệu Yên Dung để chén trà lên bàn, nhíu mi nói: "Bản cung nói muốn thay ngươi nuôi dưỡng khi nào? Chẳng lẽ về sau các ngươi có đứa nhỏ, đều muốn để cho bản cung nuôi phải không?" Lý Chiêu Nghi nghe vậy thân mình cũng không còn run rẩy, huyết sắc cũng trở lại, lúc ngẩng đầu trên mặt lộ ra chút cảm kích và vui sướng nhưng lại vô cùng chân thành đi đi nhìn vẻ mặt này của ngươi thật đáng ghét trở về chăm sóc đứa nhỏ cho tốt triệu yên dung căn dặn một lan vài câu thời tiết cũng dần ấm lên đứa nhỏ mặc áo vải bông mới tốt bản cung cho người lấy bảy thước vải bông và lụa trắng ngươi làm cho nó vài bộ y phục vải bông và lụa trắng không đáng tiền nhưng cũng là một phần tâm ý của hoàng hậu cái này so với ban thưởng các thứ thì có vẻ quan tâm chăm sóc hơn lý chiêu nghi rất cảm kích nếu hôm nay hoàng hậu ban thưởng vàng bạc nàng cũng sẽ không thiếu việc bị kẻ khác đố kỵ nhưng chỉ có hai tấm vải dệt không đáng giá cũng không bị nhiều người chú ý tới thưởng vải dệt cũng đã phải chịu vài tiếng mắng người bên ngoài cũng không thể chê cười nàng lý chiêu nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi vội vã xin lỗi lui ra ngoài quả nhiên đã có cung nữ mang vải cho nàng xem qua vải mới đặt ở trong hòm đưa cho cung nữ của nàng mang về hoàng hậu mắng hai tiếng như vậy không khí vốn đang nghiêm túc căng thẳng như khai lễ truy điệu giống như đột nhiên bị người dùng sức nện xuống lớp băng mỏng, lập tức vỡ ra. Trên mặt nhóm cung phi cũng chậm rãi có ý cười, tán gẫu câu được câu không, lễ truy điệu. Lễ truy phong cho phi tần đã qua đời. Đoạn này ý nói không khí đang lạnh lẽo giống y như lễ truy phong cho người chết, đơn giản là tứ phía nịnh nọt hoàng hậu, thuận tiện vỗ mông ngựa nam nhân nhà mình, không đúng, là mọi người vỗ chung một cái mông ngựa, nịnh nọt một vòng, liền nói chuyện phím tới các y phục, trang sức mọi người đều nói, ba nữ nhân thành một sân khấu. Trong điện này trừ nhóm cung nữ, ma ma, những chủ tử có thể mở miệng nói chuyện cũng 7 đến 10 người, trò chuyện một lúc, không khí tất nhiên sẽ náo nhiệt lên. Tuy rằng Phượng Ấn đã giao cho Dung Phi trưởng quản nhưng cung vụ còn lại phần lớn ở trong tay trang quý phi, có thể quý phi nương nương bận rộn nhiều việc, nhất thời không thể tới thỉnh an hoàng hậu nương nương. Một câu nói cho hai vị nương nương thấy điểm mấu chốt, là Trinh phi ngồi giữa ở vị trí của các phi tần có phân vị cao. Đúng vậy, Đoan phi tỷ tỷ đang hầu hạ Thái hậu cho nên cũng không tới được, thân thể Nhu phi muội muội luôn không tốt, thường xuyên làm bạn với ấm sắc thuốc. Các nàng không tới Thỉnh An cũng được nhưng tại sao lại không thấy Dung phi muội muội? Huệ phi vốn có tiếng nhanh mồm nhanh miệng, Triệu Yên Dung đợi nửa ngày, không phải là chờ đợi những lời này của nàng sao? Có người làm bậc thang, nàng tất nhiên sẽ ghi nhớ. Triệu Yên Dung cười nói với Huệ Phi. Vẫn là Huệ Phi cẩn thận, bản cung cũng không nhớ rõ những ai không tới. Nói xong đưa sang một ánh mắt, Bạch Lộ lập tức tiến lên phía trước thi lễ với nàng. Nương nương, vừa rồi ma ma quản sự của hoa quan điện tới, nói là bệnh đau lưng của Dung Phi nương nương tái phát, không thể xuống giường được, chờ tốt hơn một chút sẽ tới đây thỉnh an bồi tội với nương nương, bệnh đau thắt lưng, đuôi lông mày Triệu Yên Dung hơi nhướng lên, đầu tiên là trầm ngâm suy nghĩ một lát sau đó quét mắt tới chỗ trinh phi và huệ phi đang ngồi trên mặt lộ ra ý cười âm hiểm dung phi muội muội vất vả vậy để nàng nghỉ ngơi thật tốt cũng không cần đến thỉnh an bản cung đi gọi thái y tới hoa quan điện xem bệnh cho dung phi muội muội bệnh đau lưng không thể chậm trễ hai người trinh phi và huệ phi tất nhiên hiểu được sau nụ cười của hoàng hậu có chút ý tứ chẳng phải là đêm qua hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ dung phi sao cho nên Dung Phi mới nói đau thắt lưng không thể đến thỉnh an hoàng hậu. Ai cũng biết từ lúc hoàng hậu tiến cung đến nay, số lần hoàng thượng nghỉ ngơi ở chỗ nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Lấy cớ đau thắt lưng không thể đến thỉnh an, không phải là đang thị uy với hoàng hậu sao, Huệ Phi cười lạnh một tiếng, đúng là tự cho mình có chút sủng ái, bắt đầu không biết phân cao thấp nặng nhẹ, còn lại Trinh Phi khóe miệng khẽ cong, vô cùng bình tĩnh mà uống trà, Trinh Phi và Huệ Phi là hai người từ lúc Lý Duệ vẫn là Khang Vương đã vào phủ hầu hạ hắn. Tất nhiên những phi tử mới tiến cung kiến thức hạn hẹp không thể so bì, một phòng nữ nhân ngồi ngay ngắn uống trà, thật giống như lời nói vừa. Rồi của Hoàng hậu nương nương rất bình thường, trừ bỏ mai quý tần tiến cung cùng lúc với Dung Phi, biểu lộ trên mặt rất bình tĩnh, thông dong. Mai quý tần năm nay 16, Dung Nhan xinh đẹp, tính tình điềm đạm nhưng lạnh lùng, cùng với phong hào, mai của nàng có vài phần tương tự. Trong số các cung phi tất nhiên không ai dám so với chính cung hoàng hậu, trong đó chỉ có dung phi và mai quý tần là có dung mạo đẹp nhất, dung phi có tổ phụ là liễu các lão, người ta là nguyên lão tam triều, cùng chức vị với thừa tướng, ở trong triều có thanh danh và quyền thế cực lớn. Cha của mai quý tần chỉ là chính ngũ phẩm, hiển nhiên là có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp cho nên dung phi vừa tiến cung đã được phong làm phi tần nhị phẩm người kia chỉ là chính tứ phẩm quý tần người ta có thể dựa vào đau thắt lưng dám không đến thỉnh an hoàng hậu nàng cho dù thật sự đau thắt lưng cũng phải cho người nâng tới đây đây là quy củ là lễ chế cung phi có phẩm cấp cao tới đâu chẳng qua cũng là thiếp của hoàng thượng sao có thể lớn hơn chính thê rốt cuộc là tuổi còn nhỏ vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy ánh mắt triệu yên dung chuyển một vòng trên người mai quý tần đột nhiên cảm thấy hoàng đế rất cặn bã, vị này có gương mặt rất trẻ con, rõ ràng vẫn là vị thành niên, mai quý tần vị thành niên quả nhiên đã mở miệng. Nương nương, tần thiếp nhớ rõ lần trước tới sướng xuân viên nắm tuyết, đông mỹ nhân bị trượt ngã trên băng trật hông, ngày hôm sau vẫn tới chiêu dương điện thỉnh an nương nương, nương nương còn khen nàng hiểu lễ nghĩa. Đông mỹ nhân thấy lời nói bất thiện, nghe được mai quý tần đột nhiên kéo nàng vào, trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không tiện bày tỏ ra ngoài triệu yên dung cũng nhớ mang máng đó là lúc nàng vào cung được nửa tháng khi đó hoàng đế vẫn còn tức giận với nàng tâm tình nàng cũng không tốt đông mỹ nhân kia ngã cũng không nhẹ nhưng vẫn vội tới chỗ nàng thỉnh an mà dung phi kia chỉ đau thắt lưng cũng không tới phải không hoàng hậu giống như nhớ lại điều gì trên mặt lộ ra tươi cười ôn hòa bản cung cũng không nhớ rõ lắm nhưng mai quý tần đã nói như vậy đông mỹ nhân quả nhiên là người hiểu lễ nghĩa mai quý tần vội vàng đứng dậy không người nói tần thiếp không dám nói bậy lừa gạt nương nương được rồi biết ngươi là người thành thật triệu yên dung nói với bạch lộ đông mỹ nhân có làn da trắng bản cung có một chiếc vòng tay mã não đỏ rất hợp với làn da của nàng lát nữa lấy tới thưởng đông mỹ nhân vội vàng tiến lên quỳ xuống tần thiếp không công đức không dám lĩnh thưởng lớn như vậy. Bản cung muốn thưởng cũng không được sao? Triệu Yên Dung hơi nhướng mi, lộ ra khí thế, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt đắng đo của nàng, đông mỹ nhân vừa thấy hoàng hậu tức giận, liên tục dập đầu tạ ơn, được thưởng vòng tay, lại bị hoàng hậu quở trách một chút, trên mặt đông mỹ nhân có chút ngượng ngùng, vốn dĩ đám cung phi đang ghen tị thấy vẻ mặt xanh xanh hồng hồng của nàng, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương thật ra hoàng hậu rất hào phóng nhưng tính tình lại không được tốt, trách không được có một dung mạo đẹp như vậy cũng không được hoàng đế yêu thích. Một lát sau, Thái Y chẩn bệnh cho Dung Phi cùng Tiểu Giang tử tiến vào bẩm báo, Triệu Yên Dung nhìn Thái Y tóc hoa râm đang quỳ gối phía dưới, rất ôn hòa mở miệng. Dung Phi thế nào rồi? Bệnh đau thắt lưng có trị được không? Chương 7 Bệnh cũ Nguồn Mê truyện audio.com Edit Du tần bếp. nguyên đức phi thái y mang mạch án của dung phi trình lên triệu yên dung tinh thông y lý tất nhiên biết ở đây có chỗ không minh bạch vừa liếc mắt một cái liền thấy hai chữ bệnh cũ dung phi nương nương trước khi tiến cung còn có bệnh cũ trên trán thái y mồ hôi đổ ra ánh mắt có chút trốn tránh nhưng cũng không có gì trở ngại tỉnh dưỡng hai ngày liền không có trở ngại không có trở ngại triệu yên dung nhíu mày Ngươi nói bệnh cũ này không tốt. Cũng không phải, chính là không thể mệt nhọc. Thái y lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, kỳ thật dung phi nào có cái bệnh cũ gì, bất quá chính là lười đi đến Chiêu Dương điện. Ai ai ở trong hậu cung đều biết dung phi nương nương là sủng phi, hắn một thái y nho nhỏ dĩ nhiên không dám đắc tội, chỉ có thể thuận theo ý tứ của dung phi mà nói ra. Dung phi là phi tử được hoàng thượng sủng ái, sao ngươi có thể qua loa một câu không có gì trở ngại liền xong việc? hắn không ngờ đến hoàng hậu không dễ dàng buông tha trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ lo âu bản cung nghe nói thái y viện có loại cao phù chính tiêu đau loại cao này năm xưa dùng rất hữu hiệu người đâu đưa tới hoa quan điện thuốc trong một tháng để nàng ta ngày ngày đều dùng đi không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người triệu yên dung thở dài một hơi nói trên lưng có bệnh lâu như vậy cũng không tốt lắm trước mắt để nàng ta dùng một tháng tốt nhất là có thể trị tận gốc Phù chính tiêu đau cao thật là ở Thái Y Viện chế ra, trị liệu cơ thể bị tổn thương rất hữu hiệu nhưng từ ngày thuốc gián được điều chế ra ít có người nguyện ý dùng nó. Vì cái gì? Bởi vì mùi của nó rất kinh khủng, dược dùng để điều chế thuốc gián đều là loại tốt nhất, mỗi một vị cũng không có gì khó ngửi nhưng không biết là vì cái gì, hợp vào làm thuốc gián thì lại có mùi lạ khó ngửi. Dùng nó dán trên người mùi hương lại càng nồng, mặc quần áo thật dày mùi của nó vẫn có thể bay xa nửa dặm, nếu ngày ngày đều dán thuốc, đừng nói thị tẩm, ngay cả bóng người hoàng thượng chỉ sợ dung phi cũng chẳng thấy được nửa phần. Huệ phi bưng chén trà lên. Mùi này thật sự rất khó ngửi, nếu trên người thần thiếp dán thuốc như vậy, phải nói với thượng tẩm cục phân quần áo ra, miễn cho có mùi lạ, các phi tần mặt vào lại mạo phạm thánh nhang. Hoàng hậu đây là muốn khai đao với dung phi mấy phi tần không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng hoàng hậu ra chiêu này thật độc cố tình không cho người khác nghị luận được gì ngươi nói thắt lưng đau người ta mời thái y cho ngươi ngươi nói là bệnh cũ người ta liền cho ngươi trị tận gốc đi nói với dung phi lĩnh thưởng rồi không cần kêu người qua đây tạ ơn triệu yên dung nâng tay lên nhìn bạch lộ cười nói ngươi dẫn thái y lui xuống đi còn bệnh của dung phi cũng không thể chậm trễ ngươi tự mình đi hoa quan điện một chuyến cho nàng ta hiện tại dùng thuốc đừng chậm trễ việc chữa bệnh bạch lộ ngầm hiểu ý chủ tử đáp vâng lui ra ngoài làm việc còn ở mẫu đức điện hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương phê lên vài nét chu sa ném qua một bên lại mở ra quyển tấu chương khác hoàng đế quét mắt qua trên mặt lại lộ ra một chút trào phúng liệu các lão thật sự xin một cái ân huệ cho nhi tử thật là thiếu kiên nhẫn chu sa mực đỏ hoàng đế dùng để phê tấu chương hoàng đế nói đến liễu các lão là tổ phụ của dung phi còn nhi tử đương nhiên chính là phụ thân dung phi duyệt qua tấu chương hoàng đế mới chợt nhớ tới tin tức đã nghe qua hoàng hậu thật sự làm như vậy dạ nương nương thưởng một tháng thuốc dáng cho hoa quan điện sử dụng nhằm chữa bệnh của dung phi nương nương mau chóng được trị tận gốc thái giám đức bảo thái ở bên cạnh hoàng đế nhìn trộm qua thì thấy chân mày hoàng đế đã nhăn lại trên tay vẫn còn cầm quyển tấu chương đúng là phế vật việc nhỏ như vậy cũng làm không xong cũng không biết hoàng thượng thấy chuyện gì không hài lòng phịch một tiếng quyển tấu chương bị ném đi đức bảo vội vàng chạy đi nhặt lại đặt ngay ngắn trên chồng tấu chương đã được phê duyệt thôi nghỉ ngơi thư giãn gân cốt một chút đi hoàng đế ném bút son đứng dậy bệ hạ đức bảo nhắm mắt theo đuôi hoàng thượng hoàng hậu bệnh nặng mới khỏi trẫm muốn qua nhìn nàng một chút triệu yên dung không biết hoàng thượng nhất thời nổi hứng muốn tới chiêu dương điện thăm nàng thuốc dáng này vừa ban thưởng xuống nhóm phi tần lấy cớ bệnh này bệnh kia không tới thỉnh an liền sợ vội chạy tới chiêu dương điện cùng lắm chỉ là học theo bước chân dung phi lại không học được cách lấy thánh sủng của dung phi thế nhưng lại dám học theo không cho hoàng hậu thể diện triệu yên dung không nói gì mọi người đều muốn tới chỗ cao mà đi chỗ thấp không ai lưu lại vốn là lẽ thường tình. Chỉ cần không quá phận, nàng cũng không phải là người không thấu tình đạt lý, người không thể không phạm sai lầm, chỉ cần biết sai chịu sửa, vậy còn cứu được. Chẳng qua ở đại điện, cũng không cần nhiều nữ nhân như vậy, so với hai vị tiên đế trước, lý duệ coi như đã tiết chế, phi tử ở trong cung cũng không vượt quá 20 nhưng mỗi cung phi ở bên cạnh đều mang theo hai tới bốn cung nữ. Nói cách khác, một cung phi tiến vào điện sẽ thêm nhiều nhất 6 cái vị trí. Mà Triệu Yên Dung cũng không chịu nổi nhiều người như vậy, nàng bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chi diễm phấn quang, các loại hương cùng nhau xen lẫn trong không khí, ngửi đến mức không phân biệt được mùi vị, còn không bằng ra bên ngoài hô hấp không khí cho mới mẻ. Mặt hoa da phấn Vừa lúc bên ngoài có cảnh xuân, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Hoàng hậu lên tiếng, liền mang theo nhóm cung phi chậm rãi tới vườn hoa nhỏ trong chiêu dương điện nếu là ít người hoàng hậu lại đè nặng uy nghi có lẽ các nàng còn không dám nhiều lời nhưng nhiều người cùng đứng lên lại là những nữ nhân tuổi còn trẻ một đám không bao lâu liền không quản được miệng của mình từ thức ăn đến y phục theo y phục đến trang sức cuối cùng lại từ trang sức mà nhóm cung phi đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn không hồi kết hoặc là cùng nhau thổi phòng hoặc là lời nói sắc bén chuyện cười có dương thương múa kiếm cũng có triệu yên dung lại cảm thấy tốt thế này mới là cuộc sống vì thế mà hoàng đế còn chưa có đi vào chiêu dương điện đã nghe ở bên tường cung truyền đến tiếng cười nói náo nhiệt hắn ngừng cước bộ một chút nâng tay cho cung nhân đứng ở ngoài cửa mang theo đức bảo tiến vào cửa lớn chiêu dương điện chiêu dương điện so với cung điện khác không giống nhau hoa viên được thiết lập ở trước viện tuy rằng không lớn nhưng bởi vì chiêu dương là chỗ của chính cung cho nên được trang trí rất tinh mỹ. Cũng được coi như ma tước thu nhỏ, ngũ tạng câu toàn. Chiêu Dương điện này, kỳ thạch núi giả, bốn mùa hoa lá đều có, thậm chí ở chỗ không xa kia còn có một hồ nước nhỏ, bên trong có trồng hoa sen cùng cẩm lý. Cả câu được hiểu như cái gì cũng đều có, đầy đủ như ngũ tạng, hắn thấy Trinh phi, Huệ phi, Mai quý tần, Lệ tần, Tỉnh tần, còn có vài vị mỹ nhân vây quanh chính giữa một vị hồng y nữ tử có dáng người cao gầy. Trên mặt đám người đều như hoa xuân tháng ba, cười nói vui vẻ. Ngay cả hoàng đế cũng đều chấn kinh. Chiêu dương điện cho tới bây giờ không có xuất hiện cái không khí hài hòa thoải mái như vậy, còn có, tiểu mỹ nhân lượng lờ ở chính giữa kia là ai? Nhan sắc đầm thắm như hoa kim phượng đỏ rực, eo nhỏ trong suốt, giọng nói phát ra êm tai như mây trôi. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhất chân đều có chừng mực, màu đỏ thắm của chiếc váy càng tôn thêm làn da trắng như tuyết khiến ai cũng đặc biệt muốn ngắm nhìn, thân thể của nàng lại càng nhẹ nhàng, từng bước đi đều đoan trang. Tự nhiên hắn cảm giác được có cơn gió lạnh nhẹ thoáng qua, giống như gió tháng ba hung hút vào cành liễu, cả người ngư ngứa một chút. Người kia là ai? Hoàng đế chỉ vào người bị vây ở bên trong hỏi, Đức Bảo Thái dám nhón mũi chân tỉ mỉ nhìn một hồi mới trả lời nhìn người mặc xiêm y này giống như hoàng hậu nương nương theo bên cạnh là trinh phi nương nương và huệ phi nương nương xem ra hoàng hậu khỏi bệnh quả thật là có chỗ tốt hoàng đế nhíu mày khóe miệng lộ ra vẻ cười trào phúng nói là bình phục nhưng mà thân mình còn có chút hư nhược cần tỉnh dưỡng xem bộ dáng hoàng hậu nương nương thực sự khỏe mạnh tỉnh dưỡng cái gì xem ra là không cần hoàng thượng cười lạnh một tiếng thân thể nàng đều thật sự khỏe mạnh Đức Bảo không dám nói tiếp, vị hoàng hậu này làm hoàng đế thất vọng, bản thân mình có thể nhận thức được. Vì điều này, Thái hậu cũng không thiếu ở trước mặt người khác nói bóng nói gió, nguyên bản Thái hậu không muốn chọn người làm hoàng hậu là đích trưởng nữ của triệu gia. Gây áp lực lớn cho hoàng đế, qua một hồi lớn mới quyết định là triệu yên dung thượng vị, không nghĩ tới nữ nhân này lại phụ kỳ vọng của hắn, ở đêm tân hôn liền mạnh mẽ mà tác hắn một cái. Hao tâm tổn lực muốn tìm hiền thê, Kết quả đưa về phòng là đồng đội như heo, hoàng đế tức đến học máu cho nên đế hậu cũng không thân cận, đại hôn gần 3 tháng, cũng chỉ có đầu tháng hay 15 hoàng đế mới miễn cưỡng đến chiêu dương điện ngủ một đêm. Nhưng lạc hoàng đế sờ cầm trơn bóng, nhìn trường hợp náo nhiệt hài hòa này, liền nhớ tới hoàng hậu có đưa qua cho mình một phong thư. Nói là phùng đức xương vu khống dung phi, âm mưu hại chủ tử cho nên thay Trương Đức Trung làm tổng quản thái giám chiêu dương điện, còn tưởng rằng nữ nhân này không có đầu óc, không nghĩ tới thức thời cũng rất nhanh, giữa những hàng chữ làm cho hắn rất hưởng thụ, lại còn muốn thái hậu tạm quản phượng ấn, ban thưởng cho dung phi thuốc gián tanh tưởi, hoàng đế trên mặt dần dần có ý cười, xa xa nhìn, tiểu mỹ nhân kia gương mặt không rõ ràng, làm cho hắn cảm thấy giống như hoàng hậu đã thay đổi thành. Một người hoàn toàn khác đột nhiên liền cảm thấy hoàng hậu nay lại có vài phần thuận mắt, hắn bước tới gần, tất nhiên sẽ có người nhìn thấy. Vì thế những nữ tử đang cười nói đều đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu thu liễm lại tiếng động, chỉ có người đứng ở chính giữa kia, là hoàng hậu, đầu tiên tươi cười với hắn sau đó mới chậm rãi nửa quỳ xuống quy của hành lễ. Thần thiếp cung nghênh hoàng thượng. Âm thanh kia rõ ràng mềm mại, hơi nâng âm về phía trước. Hoàn toàn không giống trước kia lạnh như băng, tựa như gió xuân tháng ba ấm áp động lòng người hoàng đế đi lên trước một tay nâng hoàng hậu dậy trên mặt có vài phần ý cười thân thể hoàng hậu mới khỏi bệnh sao có thể ra ngoài gió phải nghỉ ngơi cẩn thận mới được thần thiếp tạ hoàng thượng quan tâm hoàng hậu đứng lên cười nói chính là nằm lâu có chút nhớ nhung các vị tỉ muội nay vừa lúc cảnh xuân đến liền mang theo các nàng ra ngoài phơi nắng cũng không uổng ngày tốt như vậy đại hôn đã lâu nay hoàng đế mới cẩn thận xem kỹ diện mạo của thê tử mình, dù không có bột phấn, làn da trắng nõn non nớt dưới ánh mặt trời sáng bóng mê người, mềm mịn nhẵn nhụi, làm cho người ta vừa thấy đã muốn sờ một phen, lông mi dài, mắt hạnh hàm xuân, không thể không nói nữ nhi của triệu phùng xuân bộ dáng thập phần xinh đẹp. trong cung có đủ loại mỹ nhân nhưng đoan chính thanh nhã mà ẩn sau lại phong lưu quyến rũ giống như nàng, hắn thật đúng là lần đầu gặp qua sao lại thấy sau một hồi bệnh người lại đẹp hơn chút nhỉ? Hoàng đế đang nhìn hoàng hậu, hoàng hậu đã đoan trang đứng bên cạnh hoàng đế, huyết thống hoàng gia thật tốt, nguyên chủ đối với trí nhớ về hoàng đế có chút mơ hồ. Nàng căn bản còn lo lắng bộ dạng hoàng đế thật xin lỗi người nhìn, hiện tại xem ra, không chỉ nhìn được, còn cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn, dáng người dong dỏng cao lớn, ngũ quan lại càng tuấn lãng, diện mạo và thân phận hắn như vậy, Quả thực chính là sát khí đối với nữ nhân, vốn còn nghĩ, thân là hoàng hậu, nếu hoàng đế muốn nàng thì nàng phải làm sao bây giờ? Hiện tại xem ra, chuyện này không còn là vấn đề, tuy rằng bên người hắn nữ nhân vô số nhưng cũng may vẫn còn cường tráng. Tại thời điểm không gian tịch mịch, hoàng đế cùng nàng tiến tới công sự, giúp nàng giải quyết nhu cầu sinh lý nghe ra cũng không tệ lắm, vì thế phu thê hai người trước mặt phần đông cung phi cứ đưa tình đẩy ý với nhau. Nhìn nhau một lúc lâu, chỉ thấy sự hài lòng không diễn tả được bằng lời trong mắt đối phương. Chương 8 Không thể ngừng dùng dược Nguồn Mê truyện audio com Edit Du Tần Bét Nguyên Đức Phi Hoàng đế chưa nói bình thân, bên trong viện trừ bỏ hoàng hậu được hắn nâng dậy ra thì còn lại đều đang quỳ trên mặt đất, tuy là vào xuân, quỳ lâu trên đá vẫn rất lạnh. Cũng may thời gian đế hậu đối diện không lâu, hoàng đế vung tay lên, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi tất cả đều đứng dậy tạ ơn bệ hạ triệu yên dung mỉm cười nhẹ nhúng người hành lễ đi theo hắn vào chính điện chiêu dương điện trong lòng hoàng đế khẽ cười đột nhiên cảm thấy tên này của hoàng hậu quả là không tồi yên dung yên dung quả thật là thản nhiên cười dung hoa tuyệt sắc vào chính điện triệu yên dung nhường lại chủ vị cho hoàng đế ngồi cho người đem phượng ỷ xê dịch ngồi xuống bên cạnh lý duệ một đường đi tới cũng có chút khác nước, Lý Duệ bưng trà từ cung nữ đưa lên uống hai hớp. Chợt nghe bên ngoài có người đến báo, hoa quan điện dung phi nương nương tự mình đến tạ ơn, tới rất nhanh, là sợ hoàng thượng rời khỏi chiêu dương điện liền không có cơ hội diện thánh đi. Triệu Yên Dung cười nói, mau mời nàng vào. Sau đó quay đầu nhìn hoàng đế. Dung Phi muội muội bệnh cũ tái phát cho nên thắt lưng bị đau, Thần thiếp để cho nàng cẩn thận nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở Hoa Quang điện. Tuổi muội muội còn trẻ, có bệnh nếu không sớm trị, tương lai cũng không thể hầu hạ bệ hạ chu đáo được. Không nghĩ tới nhanh như vậy muội muội đã tới tạ ơn, thật sự là làm khó muội ấy. Lý Duệ không đáp lời, cùng lúc đó, dung phi mang theo cung nữ trưởng sự Hoa Quang điện đi đến, cho dù là sủng phi bậc nhất hậu cung, mặc y phục cũng không nên quá phận, huống chi tình huống là biết có hoàng đế ở đây nàng biết được hoàng đế từ mẫu đức điện đến chiêu dương điện liền cố ý trang điểm tỉ mỉ rồi mới đến thắt lưng vàng nhạt tay áo rộng rãi làm bằng lụa mỏng trên làng váy theo hình hoa tử đằng màu xanh nhạt tượng trưng tình cảm phu thê mặn nồng tóc vấn phi tiên kế cài trâm ngọc bích nhìn vào vừa thanh tú phiêu giật vừa xinh đẹp hoạt bát theo bàn tay đi lên lại hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn miệng nhỏ cùng một đôi mắt thủy quang mê ly kiều mị như tơ hoặc nhìn liền liên tưởng đến một đóa hoa cúc nhỏ đang nũng nịu, đây chính là vốn để thành một sủng phi nha, Triệu Yên Dung thưởng thức sắc đẹp trước mắt, cố gắng xem nhẹ mùi hương quái dị trong không khí. Thắt lưng Dung Phi muội muội không khỏe, cần phải cẩn thận nghỉ ngơi. Không phải bản cung đã phái người tới nói không cần tự mình đến tạ ơn hay sao? Sao còn đến đây? Nhất định là trước khi đến chiêu dương điện Dung Phi đã dán thuốc, thuốc dán theo nhiệt tan ra, mùi hương từ từ lan tỏa làm người khiếp đảm. Tuy rằng bây giờ chưa phát tán hết nhưng mùi hương này lại khiến người ta nhịn không được mà nâng tay che mũi lại, dung phi mềm mại như nước, liếc mắt nhìn hoàng đế ngồi phía trên mày kiếm đang nhíu lại, vĩ khuất quỳ xuống hành lễ với đế hậu. Thần thiếp không biết hoàng thượng ở đây, thần thiếp thất nghi, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Âm thanh ôm nhu mềm mại cùng với đôi mắt ngập nước, ngay cả Triệu Yên Dung cũng nhịn không được mà vỗ tay, Lý Duệ cũng mất rất lớn khí lực mới không che mũi lại ở trước mặt nhóm phi tần, cái mùi hương này, thật sự rất kinh khủng, hắn liếc mắt sang người khởi sướng, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt thản nhiên mang theo ý cười, làm như không hề ngửi thấy mùi hương kia. Thần thái thông dong hòa nhã, hoàn toàn đối lập với biểu tình vặn vẹo của nhóm cung phi phía dưới. Thật khó cho nàng như vậy mà có thể chịu được đang oán thầm lại thấy hoàng hậu lặng lẽ đưa cho hắn một chiếc khăn tay nhỏ màu tím lý duệ thuận tay lấy khăn lên che mũi bên ngoài chỉ là vờ như đang lau mồ hôi trời thanh gió mát lại mang theo hương vị cây độc tinh thần lập tức được nâng cao lý duệ nhịn không được hít sâu hai cái lại nhìn qua hoàng hậu nàng đang tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn trong mắt mang theo một tia đắc ý nhỏ hai hàng lông mày hắn giãn ra Thuận tay đặt cái khăn tay vào trong ngực, đế hậu hai người bên này đưa tình với nhau, người phía dưới lại vì từng đợt gió thổi mùi hương kia đến mà nhíu mày. Một đám liều mạng lui thân mình về phía sau, cách xa dung phi ra một chút, nhưng biểu hiện này không thể quá rõ ràng, thứ nhất là đang ở gần trước mặt hoàng thượng không thể không đúng mực, thứ hai sẽ đắc tội không nhẹ với dung phi, thật là nước sôi lửa bỏng, thấy hoàng đế ngồi im không lên tiếng, hoàng hậu cầm thăng quơ quơ trước mặt, cười nói: "Tốt lắm." hoàng thượng sao có thể trách tội muội muội thắt lưng ngươi còn đau mau trở về nghỉ ngơi đi dưỡng tốt thân mình mới có thể hầu hạ hoàng thượng được tốt người nói có phải hay không hoàng thượng dung phi nghe xong chạy nhanh từng bước về phía trước nói thần thiếp tạ hoàng hậu quan tâm thắt lưng đau vốn cũng không có trở ngại gì nhiều nay dùng thuốc dán nương nương thưởng thần thiếp cảm thấy thân thể đã tốt lắm thắt lưng cũng không còn đau nữa tốt lắm âm thanh hoàng hậu có vài phần kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Nói xong, nàng liếc mắt nhìn qua hoàng đế một cái, trên mặt bất đắc dĩ cười cười. Buổi sáng còn nói đau không xuống giường được, sau một hồi lại có thể bước đi như bay, dung phi này đúng là không có đầu óc vẫn là không có đầu óc, thật sự là ỷ vào thánh sủng, to gan dám đùa giỡn với hoàng hậu, hoàng hậu cầm khăn phượng theo trăm biểu lười biến nói. Bản cung cũng không biết được thái y viện có thuốc dáng tốt đến vậy nhưng mà dược vẫn không thể ngừng, vạn nhất căn cơ không trị được, lần tới ngươi lại nói thắt lưng đau không đến được chiêu dương điện thì phải làm sao bây giờ? Không tới được chiêu dương điện cũng không có gì, chỉ là không đi được trường nhạc cung, sẽ làm thái hậu nhớ thương ngươi. Triệu Yên Dung nói. Cũng không thể để mỗi lần hoàng thượng đến hoa quan điện thắt lưng ngươi đều đau. Người ngoài không biết sẽ nghĩ ngươi bệnh cũ mãi không dứt là do. Phía sau nàng cũng không nói nữa, hoàng đế đang an vị ở bên cạnh, cũng không thể đánh thể diện của hắn, nói hắn miệt mài vô độ đi. Không sai. Hoàng đế nghiêm mặt nói. Nếu thắt lưng nàng đau, cần phải trị tận gốc. Tới Thái Y viện nói, thưởng cho nàng hai tháng thuốc gián, không đủ thời gian, không thể ngừng dùng dược. Dung Phi lúc ấy liền sợ ngây người, nàng vốn muốn thừa dịp hoàng đế ở đây, làm cho hoàng đế nói với hoàng hậu, Miễn cho nàng đừng dán thuốc nữa, không nghĩ tới hoàng hậu còn chưa nói gì, hoàng đế lại tăng một tháng dán thuốc thành hai tháng, này có khác gì với trực tiếp biếm nàng vào lãnh cung? Hoàng thượng Âm thanh viễn chuyển hướng tới hoàng đế cầu tình, không rõ mình rốt cuộc tại sao lại mạo phạm hoàng đế, chỉ tiếc nàng không có cơ hội hiểu rõ, chỉ một ánh mắt của hoàng đế, lập tức có hai gã thái giám kéo nàng ra bên ngoài chiêu dương điện. Hôm nay tinh thần hoàng hậu thế nào? Người bị đưa ra ngoài mùi hôi nhất thời bay đi sạch sẽ. Lý Duệ vẫn chưa ý thức được, đến khi nhận ra mình đã làm cái gì, trên mặt cũng lộ ra ý cười, hoàng đế này thật sự là không nhịn được cười, từ bên ngoài vào đến chiêu dương điện. Chúng cung phi đều ôm ngực, hô hấp gấp gáp hít vài ngụm khí vẫn còn nhàn nhạt mùi ghê tởm, tay khẽ quơ quơ, ngay cả triệu yên dung kiến thức rộng rãi, đối với người ôm nhuận minh diễm tươi cười nhìn mình như vậy, cũng có chút không chống đỡ được, hai gò má liền ửng đỏ lên tạ bệ hạ ưu ái, thần thiếp cảm thấy đã tốt hơn nhiều. Hiếm thấy có một Mỹ Nam, nếu ở hiện đại, không biết thu hoạch biết bao nhiêu bông hoa, ai cũng không chống đỡ được người Mỹ Mạo như vậy. Hoàng hậu cố gắng trấn định lại, rõ ràng mang theo vài phần ngượng ngùng, vẻ mặt lấy lòng lý duệ, hắn sờ sờ khăn có mùi bạc hà thoang thoảng, để mặt sát vào một chút, phủ ở bên tai nàng thấp giọng Mau dưỡng tốt một chút, hai ngày nữa trẫm lại đến đây thăm ngươi âm thanh hơi khàn khàn chui vào lỗ tai nàng, mang theo một chút ý tứ ái muội. Triệu Yên Dung không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được lời nói của hoàng đế là có ý gì, nàng khẽ nâng lông mi, muốn nói gì đó cuối cùng lại nhìn xuống, chỉ nhẹ nhàng gật gầu. Thần thiếp đã biết. Tâm tình lý duệ rất tốt, đứng dậy. Thân mình hoàng hậu không tốt, các ngươi cũng đừng quấn quýt lấy nàng. Một lát sau đến trường nhạc cung thỉnh an thái hậu đi. Nói xong, hắn đứng lên nhìn gương mặt đỏ ửng của thê tử thanh âm dừng một chút trẫm đi nói với thái hậu một tiếng thân mình ngươi còn yếu tháng sau hãy đi thỉnh an thái hậu ánh mắt triệu yên dung trong suốt nhìn hắn cúi người xuống thần thiếp cung tiễn bệ hạ thỉnh an cũng đã xong diễn cũng đã xem qua hoàng thượng cũng đã đi rồi cung phi các nàng còn đứng đó làm cái gì chiêu dương điện rất nhanh khôi phục lại sự thanh tĩnh buổi sáng thỉnh an triệu yên dung cũng cảm thấy có chút mệt mỏi liền gọi bạch lộ đứng dậy đi vào nội điện phía sau bình phong bùi thị đang ngồi cũng đứng dậy trên mặt không giấu được vẻ vui mừng cung hỉ nương nương hỉ cái gì mà hỉ triệu yên dung nhìn bà một cái trước cho bà im lặng sau kéo nhẹ bàn tay bà đi chậm rì vào trong bùi thị đi tới ha ha một cái cười ra tiếng triệu yên dung thấy bà vui vẻ đến vậy suy nghĩ mới vừa rồi dung phi chật vật cũng khó trách trái phải đều không có người nàng quay về phía bùi thị cười. Mẫu thân, người cười cái gì vậy? Thần phụ cũng không cười cái gì, chỉ là... Chỉ là rốt cuộc cảm thấy không phải ngửi cái mùi hương kia nữa, thật sự rất thối. Bà cúi đầu nói xong, phía sau bạch lộ và đan phong cũng lên tiếng cười. May mắn nương nương chuẩn bị cho chúng ta khăn tay được tẩm bạc hà, nếu không chúng nô tỳ đã không chống đỡ được lâu như vậy. Đúng vậy, người không thấy khuôn mặt của Huệ Phi nương nương vặn vẹo thành bộ dáng gì nữa. Còn có Mai Quý Tần, đều muốn nôn ra đến nơi. Hoàng thượng sợ là sẽ không bao giờ đi hoa quan điện nữa, cho người đốt hương hương đi. Bạch Lộ cười nói. Hắn thích đi chỗ nào cũng được, chúng ta chỉ cần yên ổn sống ở Chiêu Dương Điện là được. Mặt mày Triệu Yên Dung giãn ra, lười biến nói. Đừng hỏi thăm, bản cung cho dù là hoàng hậu cũng không gánh vác được hiềm nghi của hoàng đế đâu. Bạch Lộ vội vàng đáp lời. Không phải chúng nô tỳ đi hỏi thăm, mỗi ngày thượng tẩm cục đều vội vàng muốn đưa sổ sách đến cho nương nương xem qua rồi đóng dấu. Còn Biện Minh, Triệu Yên Dung liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Đừng có lấy cớ qua loa tắc trách, hiện nay Phượng Ấn đã không còn ở đây, cho dù trước kia có Phượng Ấn, thượng tẩm cục đưa đến ngươi cũng không thể nhìn thấy. Bạch Lộ thè lưỡi. Cuối đầu nhận sai, thượng tẩm cục ghi chép mỗi ngày hoàng đế nghỉ ngơi ở cung điện nào. Hôm trước thì tẩm phi tầng nào đều ghi lại trong sổ sách, sau đó được hoàng hậu đóng dấu, đây là chức trách trưởng quản hậu cung của hoàng hậu. Có điều hoàng hậu nàng thời gian vào cung còn ngắn, lại không được hoàng thượng yêu thích, sổ sách này cũng chính là vào lúc nàng vừa tiến cung một tháng có đưa qua, sau này thì không thấy bóng dáng. Sổ sách ghi chép này không nhất thiết phải dùng phượng ấn chỉ cần ai trong hậu cung thật sự cầm quyền có thể dùng ấn riêng đóng dấu. Cũng không biết hiện tại sổ này rốt cuộc là trang quý phi quản hay là dung phi quản. Mặc kệ là ai quản, từ hôm nay đều đưa tới chiêu dương điện đi. Triệu Yên Dung lẩm bẩm lầu bầu, khóe miệng hơi nhếch lên, làm hoàng hậu cũng thật là phiền toái, ngay cả hoàng đế ở đâu, ngủ với vợ bé nào cũng phải đóng dấu, đã duyệt. Chương 9 Tìm phiền toái Nguồn Mê truyện audio.com Edit Như hiền đung bét ta Nguyên đức phỉ quả nhiên Vừa qua khỏi buổi trưa Thượng tẩm cục đã phái người mang bản ghi chép đến chiêu dương điện Triệu Yên Dung còn muốn ngủ trưa một chút Nhưng sau khi suy nghĩ liền cho người mời thái giám đưa sổ sách vào điện Người đưa sổ sách đến là thiếu giám tân nhậm của Thượng tẩm cục Họ tần, làn da trắng nõn Dung mạo đoan trang diễm lệ Khoảng 25, 26 tuổi Tần thiếu giám bề ngoài thoạt nhìn như không thích nói chuyện sau khi đưa sổ sách xong liền cúi đầu đứng im một bên không nói lời nào lão luyện thành thục là tốt nhưng hắn trầm mặc ít nói cứ như khối gỗ triệu yên dung cảm thán thật đáng tiếc tùy tay lật vài trang quả nhiên góc của mỗi trang đều có một cái ấn nho nhỏ trên dấu ấn có một chữ trang góc bên phải của dấu ấn có một chữ liên nhỏ đây là một ấn của trang quý phi thì ra hoàng đế chưa lú lẫn không giao sổ này cho dung phi kẻ bụng dạ hẹp hòi lại ngu ngốc quảng nghĩ đến chuyện giao phượng ấn cho Dung Phi tạm quản, chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Râu tri vặt vảnh ném cho Dung Phi, mấu chốt vẫn là giao cho người của hắn, nếu như vậy, người có được phượng ấn cũng không thể dùng. Tần thiếu dám vất vả rồi. Triệu Yên Dung đặt danh sách xuống chiếc bàn sơn son mạ vàng được chạm khắc tinh tế, thần sắc nhìn người trước mặt vẫn như cũ, Tuy rằng hắn không phải là người tài giỏi nhưng phong thái của hắn tương lai khẳng định sẽ rất có tiền đồ. Triệu Yên Dung thích nhất là ngắm mỹ nhân, Tần Thiếu Giám chính là một mỹ nhân, cho nên thái độ của nàng đối với hắn nhiều thêm vài phần ôn hòa. Bản cung vừa khỏi bệnh, thân mình vẫn chưa tốt, vẫn là nên để trang quý phi quản đi. Tần Thiếu Giám không lưng hành lễ. Nương nương, có quản hay không tất cả do nương nương quyết định. Ý của Hoàng thượng là cung vụ ở chỗ trang quý phi rất nhiều, thân thể của nương nương chưa hồi phục. Hiện tại chỉ đưa một ít chuyện đơn giản đến đây, đợi sau khi nương nương khỏi hẳn, sẽ giao hết cung vụ lại cho nương nương quản lý. Nàng quyết định. Người này vậy mà cũng dám nói ra. Triệu Yên Dung đưa ngón tay sờ sờ cầm nhìn Tần Thiếu Giám, trong mắt có vài phần ý cười. Đây thật là ý chỉ của hoàng thượng. Nô tài không có gan giả truyền thánh ý. Triệu Yên Dung phất phất tay, Bảo Mộc Lan dọn chỗ ngồi cho Tần Thiếu Giám, Tần Thiếu Giám không tiếp tục từ chối, cảm tạ xong liền thoải mái ngồi xuống ngay trước mặt Hoàng hậu nhưng vẫn cúi đầu như trước. Tần Thiếu Giám tiến cung đã bao lâu rồi? Bản cung nhớ rõ trước kia người đưa cung vụ không phải ngươi. Hồi nương nương, nô tài là người làm trong thang vương phủ, tiến cung được một năm. Một tháng trước vừa vào làm trong thượng tẩm cục, trước kia thân phận thấp kém, cho nên chưa từng được gặp qua nương nương âm thanh của tần thiếu giám không trong trẻo, có vài phần trầm thấp nhưng cũng rất êm tai. Cung nhân của Phủ Khang Vương Tiến Cung, nói cách khác, vị tần thiếu giám này là người của Hoàng đế, Triệu Yên Dung cười gật đầu. Cứ như vậy đi. Về sau không cần phải đến đây mỗi ngày, chọn một ngày trong tháng sau mang đến đây đóng dấu là được. Nói xong liền bưng trà lên uống, tần thiếu giám lập tức đứng dậy hành lễ rồi rời khỏi chiêu dương điện, một lan tiễn khách xong thì quay về điện, định hầu hạ triệu yên dung ngủ trưa triệu yên dung khoác tay áo không cần chúng ta đến đình trong viện ngồi một lát cũng tốt vừa đi ra ngoài liền nghe được âm thanh vui vẻ của mấy cung nữ theo gió đưa tới bộ dạng vị công công lúc nãy thật là đẹp mắt đúng vậy ta trưởng thành đến giờ chưa gặp qua người nào đẹp như vị công công đó cũng không biết hắn đã có ý trung nhân hay chưa không có cũng không đến lượt ngươi tiếng cười đùa của cung nữ loáng thoáng xuyên thấu qua những khóm hoa. Sắc mặt một lan tối lại, định đi qua đó răng dậy các nàng lại bị triệu yên dung ngăn cản. Chỉ là những lời nói đùa, không cần để ý. Triệu yên dung không nhanh không chậm đi về phía trước. Sao có thể nghị luận sau lưng như vậy, thật là không quy củ. Một lan căm giận nói. Các nàng cũng chưa nói gì quá đáng. Triệu Yên Dung đi xuyên qua những khóm hoa, Mấy cung nữ mặc cung trang xanh nhạt thấy nàng liền thất kinh, muốn tránh lại tránh không kịp, phịch một cái liền quỳ xuống. Một lan đỡ triệu yên dung chậm rãi lướt qua các nàng, một chữ cũng không nói, vài cung nữ trẻ tuổi sợ đến ngừng thở, cúi đầu sát vào ngực, sợ hãi nhìn theo bóng dáng hoàng hậu, thẳng đến khi triệu yên dung đi qua khỏi các nàng một khoảng xa, các nàng mới dám ngẩng đầu lên, thở vào nhẹ nhõm. Muốn đứng lên, lại phát hiện chân của mình một chút sức lực cũng không có, bạch lộ đi ở phía sau thoáng nhìn qua, sau đó thấp giọng. Một lan tỷ tỷ không nói các nàng cũng bị tỷ dọa khóc rồi. Một lan vừa quay đầu lại, thấy các nàng giúp đỡ nhau siêu vẹo đứng lên. Thấy một lan quay đầu nhìn, thân mình các nàng cứng đờ, nhẹ buông tay, quỳ lại chỗ cũ. Thật sự là, một lan lắc lắc đầu, không còn ý định đi răng dậy. Dọa khóc, lúc này khóc thật rồi. Bạch lộ dùng khủy tay huyết nhẹ vào thắt lưng một lan, nở nụ cười nhìn nàng. Lá gan chỉ có như vậy. Một lan liếc nhìn bạch lộ một cái. Ngươi đi nhìn xem các nàng làm việc kiểu gì vậy, không có ma ma quản sự à, một đám giám tụ tập bàn tán giữa ban ngày. Không cho các nàng nói, chẳng lẽ bắt các nàng ngậm chặt miệng ngồi trong viện mốt meo lên sao? Triệu Yên Dung định ngồi xuống ghế đá, lại bị bạch lộ ngăn cản. Nương nương, chỗ này rất lạnh, để nô tỳ đặt một cái đệm. Không cần, lạnh một chút cũng tốt, lạnh có thể làm cho đầu óc người ta thanh tĩnh. Triệu Yên Dung đẩy chiếc đệm theo hình cẩm tú vạn phúc trên tay bạch lộ ngược trở về. Người vừa khỏi bệnh, sao có thể chịu lạnh được? Một lan tiếp nhận cái đệm trên tay bạch lộ, đặt xuống ghế đá sau đó mới đỡ Triệu Yên Dung ngồi xuống. Thân thể này là của người, chịu khổ là người. Người không vì nhóm nô tỳ thì cũng nên nghĩ cho mình phu nhân còn ở trong điện người muốn làm cho bà lo lắng sao bùi thị có lo lắng cho nàng thì nàng cũng không để ý nhiều nhưng lại nhớ đến bùi thị nhu nhược hay khóc kia triệu yên dung lại có chút đau đầu nàng ghét nhất chính là loại nữ nhân không có việc gì cũng khóc đặc biệt là khóc vì một nam nhân không yêu mình thì ra triệu yên dung trước kia luôn một lòng hướng về phụ thân từ đáy lòng khinh thường bùi thị thường xuyên bất hòa với bùi thị luôn lãnh đạm với bùi thị nhưng nàng không phải triệu yên dung ngây thơ dễ dụ trước kia. Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ thời điểm nàng còn ở triệu gia, thái độ, hành động và lời nói của những kẻ đó đối với nàng. Lại nghĩ thêm một chút về xuất thân của nàng, liền có thể hiểu được ai thật tình đối đãi với nàng, ai là kẻ giả dối nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một vong hồn mượn sát trùng sinh. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bùi thị gã vào triệu gia 8 năm, chỉ vì để có thể chăm sóc cho con gái của tỷ tỷ đã mất loại tình cảm cao thượng này triệu yên dung lại kết luận là ngốc cũng không phải là ngốc sao đường đường là thiên kim hầu phủ vốn có thể gả cho một nhà môn đăng hộ đối lại vì một đứa con gái của tỷ tỷ mà chọn gả cho tỷ phu bị mấy thiếp thất cưỡi lên trên đầu còn không dám cáo trạng với nhà mẹ đẻ triệu yên dung cuốn cuốn tay áo nhìn một lan nói đi thỉnh phu nhân lại đây bùi thị cầm khung theo đi tới một lan đi bên cạnh tay cầm một cái khay to đựng kim theo và những cuộn chỉ theo đầy màu sắc hành lễ xong bùi thị đi đến ngồi bên cạnh triệu yên dung một bên theo một bên nói chuyện phiếm với nàng triệu yên dung sai người bưng trà lên tựa người lên bàn đá nhìn bùi thị theo thùa cây hòe có nhiều lá to bằng bàn tay màu xanh non ánh nắng chiếu qua thành nhiều hình khác nhau giống hệt như ánh nắng chiếu qua thủy tinh trên mặt bùi thị đã tẩy đi lớp song phấn chuyên tâm theo từng mũi kim, dung mạo của Bùi Thị có vài phần tương tự mẹ đẻ Triệu Yên Dung, rất xinh đẹp nhưng không đủ khí thế, ôn nhuận như ngọc, không sắc bén, chỉ có thể nắm trong lòng bàn tay mà tinh tế thưởng thức. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt Bùi Thị, da thịt bà ta trắng mịn, nhìn có vẻ bớt đi vẻ già nua, lại nói Bùi Thị năm nay cũng chỉ 25 tuổi, ở hiện đại đây là giai đoạn tươi trẻ của phụ nữ. Bùi Thị vừa có tướng mạo, vừa có gia thế, tính tình lại tốt. Nếu ở hiện đại, loại con gái như vậy chắc chắn sẽ được liệt vào sách đỏ, còn đây lại là đàn bà đã có chồng, liều mạng giấu đi vẻ đẹp thanh xuân của mình, làm cho mình trở nên ảm đạm, chỉ mới 25 tuổi, gương mặt lại có vẻ già dặn, bùi thị vấn một kiểu tóc đơn giản, trên đầu cắm hai cây trâm đông trùng hạ thảo, có hai đóa hải đường bằng vàng, rất đơn giản. Buổi sáng bà vào cung mặt cung trang theo phẩm cấp, bộ đồ trang sức kia cực kỳ phiền phức. Sau khi vào tiền điện liền thay đổi trang phục nhưng cũng không nghĩ tới bà sẽ mang trang sức đơn giản như vậy, sợ là khi đó bà cũng không nghĩ tới mình sẽ ở lại trong cung. Triệu Yên Dung trừng mắt nhìn Bùi Thị nói. Mẫu thân, ta nhớ rõ trước kia gặp người, người có một cây trâm rất đẹp, làm bằng đá bích tỷ điêu khắc thành đóa hoa, cạnh bông hoa có con bướm bằng bạch ngọc, cánh bướm có thể động. Hôm nay sao không thấy người cài cây trâm đó? Bùi Thị hơi dừng một chút trên mặt hiện lên một tia ưu thương nhàn nhạt. Ta nhớ rõ hai năm trước mẫu thân vẫn thường xuyên cài, có phải là đồ cưới của ngoại tổ mẫu tặng hay không? Cái kia. Bùi thị miễn cưỡng cười. Thời điểm sinh thần của muội muội nương nương, ta đã lấy cây trâm đó làm lễ vật. Đó là trang sức của ngoại tổ mẫu tặng, cây trâm quý giá như vậy, không biết giá trị bao nhiêu. Nếu nói là bùi thị lưu trữ cho nữ nhi mình làm đồ cưới nàng có thể tin, còn nói Bùi Thị mang cây trâm này làm quà sinh nhật cho con gái của Đoạn Thị, đánh chết nàng nàng cũng không tin, nói vậy là Đoạn Thị dở trò, cướp mất cây trâm của Bùi Thị, không vậy thì cũng là lừa gạt Bùi Thị. Mắt Triệu Yên Dung hiếp lại. Đó là đồ của ngoại tổ mẫu cho người, ta nhớ năm đó người nói. Sau này sẽ lấy cây trâm đó làm đồ cưới cho Uyển Dung. Bùi Thị cúi đầu, nhẹ giọng. Uyển Dung mới 6 tuổi, sao có thể chuẩn bị đồ cưới? kia cũng là đồ của ngoại tổ mẫu, sao có thể đưa cho nữ nhi đoạn thị. Triệu Yên Dung vừa mới còn cười, sắc mặt đột nhiên liền thâm trầm xuống. Thanh Dung cũng là muội muội của nương nương, cho ai cũng không phải là giống nhau sao. Âm thanh của bùi thị càng nói càng thấp. Với lại phụ thân nương nương mở miệng, muốn ta đưa cây trâm đó cho Thanh Dung, ta chấm ta có thể nói gì? Nếu bùi thị có thể nói đến như vậy, khẳng định là bà cực kỳ bất mãn với hành động này giá trị của cây trâm kia không phải là điều quan trọng nhưng đó là đồ cưới của bà là quà mẫu thân khi còn sống tặng cho bà nay trượng phu lại buộc bà phải đưa vật quý giá đó cho nữ nhi của tiểu thiếp tính tình bùi thị có ôn nhu đến đâu đi nữa cũng sẽ cảm thấy bất bình đó là đồ cưới của mẫu thân là đồ của mẫu thân thì đều do người quyết định phụ thân nói như vậy người liền cho triệu yên dung nhíu chặt mày nếu ngoại tổ mẫu còn trên đời, nhất định sẽ rất là không vui. Bùi thị ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ửng. Không cho thì phải làm thế nào? Là Là phụ thân người trực tiếp rút trâm trên đầu ta xuống, ta chấm ta, Triệu Yên Dung yên lặng nhìn Bùi thị một lúc lâu, thấy bà vì thẹn mà cúi đầu, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mẫu thân, sáng mai ta sẽ sai người truyền uyển dung tiến cung, hai người hãy ở Chiêu Dương điện vài ngày đi điều này sao có thể được? Bùi thị vội vàng đứng dậy, liên tục xua tay. Hôm nay thần phụ ở lại trong cung đã là không ổn, nếu để Uyển Dung vào ở nữa, người bên ngoài sẽ nghị luận không tốt. Bản cung không sợ, mẫu thân người sợ cái gì? Triệu Yên Dung cười. Bàn tán thì sao? Quan trọng là phụ thân và hoàng thượng kìa, không liên quan đến chúng ta. Chương 10 Bánh bao cùng bột phấn Nguồn mê truyện audio com edit thất sung nghi bita ta xoát viết nhiên khi trời tối cung nhân nên tiếp triệu uyển dung trở về hồi báo triệu đại nhân đi theo xe thẳng đến đây yêu cầu gặp mặt hoàng hậu vào lúc này ngoại thần cầu kiến là không đúng phép tắc cho nên triệu yên dung theo lẽ thường từ chối thỉnh cầu gặp mặt của phụ thân chỉ tiếp kiến muội muội cùng bùi thị triệu uyển dung tuy chỉ mới 7 tuổi nhưng vóc dáng cao gầy ngũ quan tú lệ mang theo anh khí không có nửa điểm giống với Triệu Phùng Xuân, mà bảy tám phần là giống người bùi gia. Dù sao nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, lần đầu vào cung có chút khẩn trương và bất an, thời điểm nhìn thấy mẫu thân thì vui mừng như lên chín tầng mây, lôi kéo tay bùi thị, nói như thế nào cũng không chịu buông ra. Từ nhỏ nàng đã không thân cận với Triệu Yên Dung, hơn nữa hiện nay đại tỷ lại là mẫu nghi thiên hạ, thân phận cao quý, nàng lại càng không dám thân cận nhưng Triệu Yên Dung lại rất thích nàng cảm thấy đứa nhỏ này có lễ nghĩa lại hoặc bác đáng yêu, không hề có tính khí trẻ con, rất đáng để người khác yêu thích. Nương nương, hôm nay mẫu thân thật sự sẽ ở lại chỗ người không trở về nhà sao. Qua một lúc sau, nàng cảm thấy vị hoàng hậu tỷ tỷ này cử chỉ ôn nhu, hiền lành, triệu uyển dung cũng không còn câu nệ như lúc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng cũng đã mềm mại, nụ cười thanh thoát hơn. Đúng vậy, không chỉ có mẫu thân, Tỷ tỷ còn muốn lưu ngươi lại ở chỗ này mấy ngày, Uyển Dung có chịu hay không?" Triệu Yên Dung cười tủm tỉm, đưa đĩa trái cây cho nàng. "Tỷ tỷ dẫn ngươi đi du ngoạn trong cung." Mặt Triệu Uyển Dung lộ vẻ vui sướng nhưng vẫn nhìn sang bùi thị rồi lắc lắc đầu. "Đa tạ ý tốt của nương nương, Uyển Dung mặc dù không biết quy định trong cung nhưng vẫn biết trong cung không giống như bên ngoài, không tiện ở lâu." Nàng nghĩ nghĩ, nhìn sắc mặt Triệu Yên Dung không vui, liền nói: Kỳ thật, mùi mùi có chút nhớ cửu cửu. Sau khi xuất cung có thể cùng mẫu thân đến chỗ cửu cửu ở mấy ngày không? Bùi thị vừa nghe nàng nói, trên mặt lộ vẻ căng thẳng, thấp giọng quá. Nói bậy bà cái gì đó, sau khi xuất cung chúng ta phải trở về nhà. Mày triệu yên dung nhíu lại, trong lòng đã có tính toán. Rất tốt, mặc dù bùi thị tính tình yếu đuối nhưng lại dạy nữ nhi không hề có tính tình tùy hứng. Đến buổi tối, Triệu Yên Dung để Bùi Thị ngủ một mình, còn mình thì ngủ cùng giường với Uyển Dung. Tỷ muội hai người một lớn một nhỏ nói chuyện đến nửa đêm, một lan phải thúc giục vài lần mới đi ngủ. Triệu Uyển Dung vẫn cảm thấy Hoàng hậu tỷ tỷ đã thay đổi rất nhiều, lúc trước tâm tình lãnh đạm, giờ đã thân cận hơn với mẫu thân. Mà sau khi Triệu Yên Dung rời phủ một thời gian, trong phủ cũng phát sinh một số chuyện quan trọng rất đáng quan tâm. Bùi Thị ở nhà đã mất đi quyền quản gia, từ nhỏ triệu yên dung là do triệu lã phu nhân nuôi lớn không thân cận với bà nhiều cho dù có tiếng cung trở thành nương nương thì bùi thị ở trong phủ cũng không có thay đổi gì lớn nếu có thay đổi cũng là triệu gia nhưng vào ngày đại hôn của triệu yên dung nàng đắc tội với thái hậu chọc giận hoàng đế đáng lẽ triệu gia có người trở thành hoàng hậu là chuyện vui lại trở thành gánh nặng nghiêm trọng của toàn gia vì thế bùi thị lại bị tổ mẫu gây khó dễ mỗi ngày nói triệu yên dung hồ đồ như vậy đều do người bùi gia dạy dỗ. Cuối cùng một chút quyền quản gia cũng bị tổ mẫu ra oai, rơi vào tay của di nương. Người trong cung vì không được lòng nên bị giam lỏng trong chiêu dương điện. Triệu lão phu nhân trực tiếp buộc bùi thị lấy đồ cưới của mình ra, nói là giao cho triệu phùng xuân ra bên ngoài, tìm đại phu tốt nhất để chữa bệnh cho nương nương. Nay chúng ta bị điều đến tiểu viện tử này, ngay cả người hầu cũng giảm một nửa mẫu thân cho ta không ít thứ tốt đều bị mấy người họ lấy đi vài phần nhắc lại việc này triệu uyển dung liền nổi giận đó đều là đồ hồi môn của mẫu thân là của họ bùi không phải của họ triệu các nàng có tư cách gì mà chiếm đoạt mẫu thân lại là người yếu đuối nếu ta ra mặt cùng các nàng tranh cãi vài câu với sức lực của mình cũng không đánh lại cuối cùng ý đồ của bọn họ vẫn thực hiện được của hồi môn là nhà mẹ đẻ cho nữ nhi khi xuất giá không phải là của nhà chồng, nếu để người ngoài biết được, người triệu gia thâu tóm đồ cưới của con dâu, sẽ trở thành trò cười lớn cho kinh thành. Nhưng cũng tại mẫu thân trọng thể diện, nếu chuyện này nói với cửu cửu một tiếng, cửu cửu cũng sẽ không để cho chúng ta bị người ngoài khi dễ. Cho nên Triệu Uyển Dung mới tính toán đến ở nhà của cửu cửu, bùi thị vì thế mà cuốn quyết ngăn cản. Bà hiểu tính tình của nữ nhi mình, mấy tháng nay đã chịu nhiều ức hiếp bà sợ Triệu Uyển Dung khóc kể với Bùi Nghi, làm mất hết thể diện bà cố gắng giữ gìn nhiều năm nay. Triệu Yên Dung suy nghĩ, cười đứng lên. Chuyện này giải quyết rất đơn giản, cần gì đến cửu cửu ra tay, mẫu thân không cố gắng, không phải còn có ngươi sao. Ta thân đã trong cung, ở triệu gia ngươi chính là nữ nhi tôn quý, chỉ cần ngươi thể hiện tốt bản thân, thì cần gì phải sợ mấy nữ nhân kia. Nếu ở trước mặt tổ mẫu, ngươi chỉ cần tuân theo quy củ, đoạn thị cũng không có cớ gì bắt lỗi ngươi triệu uyển dung nghe thế hai mắt sáng trực lên cái gì là quy củ mẫu thân là chính thê đoạn thị là thiếp thất ngươi là đích nữ bọn họ là thứ xuất chủ tớ phải được phân rõ ràng đích thứ có khác biệt nếu bọn họ dám vượt quá phận dựa vào quy củ ngươi không cần để ý đến thể diện thẳng tay thu thập mặt mày triệu yên dung giãn ra rất hứng thú ngươi phải luôn nhớ kỹ sau lưng ngươi còn có ta có cửu cửu có quan quân hầu bùi gia làm hậu thuẫn ngay cả phụ thân hắn cũng không dám đắc tội với bùi gia triệu uyển dung âm thầm nhắc lại vài lần đã có chủ ý có điều khi đến nhà cửu cửu có nói trắng ra hay không cửu cửu là một người thông minh cuộc sống hàng ngày của các ngươi ở triệu phủ hắn sao lại không biết chút gì nhưng mẫu thân dù sao cũng là nữ nhi bùi gia đã xuất giá có một số việc nếu mẫu thân không đề cập đến hắn cũng sẽ để các ngươi làm chủ. Muốn cửu cửu ra mặt thì tốt nhất phải có một lý do chính đáng, Triệu Yên Dung nhắm mắt, nói chậm chậm. Tổ mẫu đã lớn tuổi, mọi chuyện đều nghĩ cho Đoạn Di nương nhưng lại không biết làm như vậy là bất công, sẽ chỉ làm cho Đoạn Di nương chết sớm hơn thôi. Ngươi nhìn đi, chỉ cần các ngươi đi quan quân hầu phủ, phụ thân tất nhiên sẽ không ngồi yên phải đi cầu các ngươi trở về. Chỉ cần hắn đến cầu muốn thế nào đều nằm trong tay ngươi nhưng thái độ cũng không được quá gay gắt phải nghĩ đến mặt mũi của phụ thân chừa cho hắn chút thể diện lưu cho mình chút đường sống tương lai hắn sẽ không vì một di nương mà liều mạng với mẹ con các ngươi triệu uyển dung tưởng tượng đến cảnh phụ thân tự mình dẫn người đến đón mẹ con nàng về nhà bất giác hưng phấn lên ở trên giường lăn qua lộn lại không yên triệu yên dung nâng tay sờ tóc của muội muội không tiếng động nở nụ cười buổi sáng ngày hôm sau triệu phùng xuân còn chưa kịp tiến cung hoàng đế đã đến đây lúc này triệu yên dung đang cùng bùi thị dùng cơm hoàng thượng không cho người thông truyền mà đi thẳng vào điện cùng đức bảo thấy hoàng hậu chỉ mặc một bộ tố y đang ngồi sau bàn bát tiên không biết đang nói cái gì mặt mày hớn hở cười rất vui vẻ tuy không mặc cẩm hoa y phục không có trang điểm phấn son cũng làm cho người khác cảm thấy thoải mái giống như trời nóng ăn bát băng nước đá say ăn cùng hoa quả, ba nữ nhân lớn nhỏ ngồi vây quanh nhau, nói nói cười cười, không khí cực kỳ hài hòa ấm áp, làm cho tâm tình Lý Duệ cũng thả lỏng đi rất nhiều. Đang nói cái gì mà lại vui vẻ như vậy? Đức Bảo giúp hắn cởi áo choàng ngoài xuống, Lý Duệ bước thẳng vào trong. Ba người lớn nhỏ còn đang đùa giỡn đều giật mình vội vàng đứng dậy quỳ xuống hành lễ. Lý Duệ tay nâng lên miễn lễ cho các nàng hoàng đế có mặt ở đây cho nên bữa sáng các nàng cũng không thể tiếp tục dùng triệu yên dung cho người dọn bàn ăn lại pha thêm cho lý duệ một ly trà mới cười nói sao hôm nay hoàng thượng lại đến sớm vậy đúng vậy sao người lại rảnh rỗi mà chạy đến đây lúc này hẳn nên ở trên giường của phi tử nào đó chứ bùi thị ở triệu gia đã dưỡng thành thói quen dậy sớm triệu yên dung vì muốn ăn sáng cùng kế mẫu cho nên cũng dậy sớm cũng may dậy sớm Bằng không lúc này hoàng thượng đến, nàng vẫn còn đang trên giường. Triệu Yên Dung cũng không hiểu hoàng đế muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cùng nàng dùng điểm tâm để tăng thêm tình cảm. Hoàng thượng đã dùng bữa sáng chưa? Sau khi tay Lý Duệ tiếp nhận chén trà nhỏ, Triệu Yên Dung hỏi đức bảo công công đang đứng phía sau hoàng đế. "Hồi bẩm nương nương, hoàng thượng đã dùng xong bữa sáng." Đức bảo công công lớn lên cùng Lý Duệ, chỉ mới hơn 20 tuổi nhưng tính cách lại thập phần ổn trọng cũng là người hiểu rõ tâm tư của hoàng đế. Dù chỉ cùng hoàng đế đến chiêu dương điện hai lần nhưng ánh mắt hoàng thượng khi nhìn hoàng hậu. Hắn cảm giác hoàng thượng đối với hoàng hậu không giống với trước kia. Lúc này hoàng hậu hỏi hắn, hắn thật cẩn thận trả lời, lại thêm vài phần cung kính. Hôm nay không lâm triều, trẫm thức dậy sớm nên ngẫu nhiên đi dạo xung quanh. Hoàng đế trẻ tuổi khẽ nhất cầm lên, cố giả vờ tự nhiên như không có chuyện gì vừa hay đi đến gần chiêu dương điện, cho nên vào xem thân thể hoàng hậu. Hôm nay cảm thấy thế nào, có tốt hay không? Hôm nay hoàng đế mặc thường phục màu xanh nhạt, trên áo theo án mây bằng chỉ vàng, chỉ dùng hai cây trâm ngọc búi tóc, bộ dáng rất thoải mái. Tinh thần hắn tỉnh táo, xem ra hôm qua cũng không có tìm vị phi tầng nào thì tẩm. Từ tẩm cung của hoàng đế đến chiêu dương điện khoảng cách cũng không gần, hắn chủ ý từ sớm đã muốn đến chiêu dương điện, triệu yên dung cười, trên mặt lại thêm vài phần ngại ngùng. Hôm qua mẫu thân của thần thiếp tiến cung. Thần thiếp nghĩ đã lâu không gặp người và muội muội, nên lưu họ lại chiêu dương điện nghỉ ngơi, là thần thiếp thất lễ, đã quên không nói với hoàng thượng. Bùi thị là tỷ tỷ ruột của bùi nghi, để mặt bùi nghi, lý duệ đối với bùi thị cũng là nhường nhịn ba phần. Bùi nghi cùng lý duệ là bằng hữu thân thiết, cho nên hắn mới tuyển triệu yên dung làm hoàng hậu. Vốn nghĩ, là cháu gái của bùi nghi hẳn sẽ không có kém cỏi nhưng sau khi tuyển tú mới biết vị triệu đại tiểu thư này lại là một người ngốc làm hắn thật thất vọng và hối hận nhưng sau khi hoàng hậu bị bệnh lần này tính tình cải thiện rất vừa ý hắn làm việc cũng có chút bóng dáng của bùi hầu gia vốn dĩ hoàng đế đã muốn từ bỏ không còn ôm hy vọng gì lại nhiệt huyết sôi trào tâm tình cũng trở nên tốt hơn đều là người một nhà không cần để ý những lễ nghi bên ngoài nếu triệu phu nhân rảnh rỗi ở lại trong cung mấy ngày cũng tốt. Mấy ngày trước quan quân hầu còn nhắc qua với trẫm về Bình Dương công chúa năm đó đóng ở nương tử quan, lấy 5.000 binh mã chống lại ba vạn quân nhung, cô tổ mẫu không phải nữ nhân tầm thường. Khi phụ hoàng chưa băng hà, mỗi lần nhắc về cô tổ mẫu, đều tháng phục tận đáy lòng. Sau khi Bình Dương công chúa gả cho bùi độ, sinh hạ tổng cộng hai nữ, một nam. Bởi vì Bình Dương công chúa năm đó lập được vô số chiến công lớn, không giống với các công chúa khác, cho nên khi hạ sinh trưởng nữ đã là huyện chủ Thái An nhưng từ đó không mang thai tiếp. Bình Dương công chúa muốn lập cho bùi độ thêm hai phòng thiếp thất, để có thể có thêm vài nhi tử nhưng bùi độ sống chết không chịu đáp ứng. Khi Thái An huyện chủ 10 tuổi, hai người vốn là không có hy vọng gì, định lập chi thứ bùi gia làm con thừa tự, lại không nghĩ rằng Bình Dương công chúa lại mang thai năm đầu hạ sinh thứ nữ bùi cẩm năm thứ hai hạ sinh trưởng tử bùi nghi cũng không biết có phải bởi tuổi tác đã lớn mà lại sinh hạ hai hài tử hay không về sau thân thể bình dương công chúa đều yếu đuối nhiều bệnh thật khó khăn đợi đến khi trưởng nữ gả cho triệu phùng xuân bà cũng liền buông bỏ nhân gian để lại hai đứa con còn nhỏ nghe hoàng thượng nhắc đến mẫu thân quá cố bùi thị hốc mắt đỏ ửng lên đầu cúi thấp xuống Năm đó Triệu Yên Dung cũng vừa lên 8 tuổi thì mẫu thân mất. Bùi Cẩm không đành lòng khi tỷ tỷ ra đi quá sớm, để lại nữ nhi còn quá nhỏ. Khi Triệu Phùng Xuân cầu thân, Bùi Độ đã không còn quản chuyện lớn nhỏ trong phủ, mọi chuyện đều giao cho Bùi Nghi xử lý. Đệ đệ vẫn luôn can ngăn không đồng tình với cách nghĩ của Bùi Cẩm. Cảm thấy nhị tỷ tái giá với tỷ phu là không thích hợp nhưng Bùi Cẩm cố chấp muốn thay tỷ tỷ chiếu cố nữ nhi còn nhỏ tuổi một phần cũng vì ngưỡng mộ tỷ phu nhân tài phong lưu, trọng tình trọng nghĩa, là đấng nam nhi đáng để phó thác cả đời nhưng không ngờ lại nhìn sai. Chỉ khi chính thức cả vào mới biết tỷ tỷ khi ở triệu gia đã trải qua những ngày tháng như thế nào, nhưng khi đó phụ thân tuổi cao sức yếu lại mang bệnh nặng. Đệ đệ còn trẻ, bùi cẩm không muốn khiến cho bọn họ thương tâm. Vì thế cũng học theo tỷ tỷ, giấu mọi chuyện trong lòng, lúc nào cũng vui vẻ giống như được hạnh phúc mỹ mãn nếu mẫu thân còn sống biết con rể là người không thành thật trong ngoài bất nhất nói không chừng có bị giết chết cũng sẽ đến triệu phủ trước kể tội của con rể sau buộc triệu gia phải viết hưu thư bùi thị nhìn qua triệu uyển dung khẽ thở dài một hơi bên này hoàng đế và hoàng hậu còn chưa nói với nhau được hai câu thì bên ngoài có thái giám vào bẩm báo ngoài cung có hộ bộ thượng thư triệu đại nhân xin cầu kiến nương nương trong lòng bùi thị đang chua xót đột nhiên nghe thấy tên trượng phu giật mình cả kinh nước trà trên tay cũng văng ra một ít triệu đại nhân còn mang theo một vị phu nhân và một vị tiểu thư nói là muốn tiến cung thỉnh an nương nương thái giám kia cũng là một người lanh lợi dò xét sắc mặt của hoàng hậu nương nương mới tiếp tục bọn họ không có lệnh bài của nương nương nên còn đang ở ngoài cửa cung xin ý chỉ của nương nương gặp hay là không phu nhân tiểu thư vẻ mặt triệu yên dung thoáng kinh ngạc nhìn qua bùi thị cùng triệu uyển dung ngồi bên cạnh triệu phu nhân cùng tiểu thư đều đang ngồi ở đây làm sao lại có thêm một phu nhân và tiểu thư mẫu thân người có biết bọn họ là ai hay không